Phật dạy làm phước đức. Làm người ai cũng muốn mình được giàu sang phú quý, chứ không ai muốn mình bần cùng hèn hạ. Nhưng sự thật trên đời không như mình mong muốn, kẻ giàu thì giàu thêm lên, còn người nghèo lại nghèo hoài. Tuy có lúc cũng có trường hợp ngoại lệ. Trường hợp ngoại lệ đó xảy ra trên thân phận của người giàu bỗng biến thành kẻ nghèo hèn một cách trớ trêu, và người nghèo bỗng trở thành kẻ giàu sang lạ thường. Thật ra, điều đó không có gì xa lạ. Nếu ta biết cuộc sống trên thế gian này hoàn toàn đều do luật nhân quả chi phối cả. Hơn nữa, sự thay đổi đó, hay nói thực tế hơn, số phận của người đó đối với kiếp hiện tại này âu cũng là do biết và không biết mà ra cả. Biết là biết gì, và không biết là không biết gì. Chẳng qua là biết hay không biết gieo trồng cội phước cho mình ở đời này và đời sau mà thôi. Vậy thì gieo trồng cội phước bằng cách nào để đời sống vui sướng giàu sang trọn vẹn mà không bị hoàn cảnh trái nghịch làm cho mình bị xa lầy khổ sở? Suy cho cùng, làm phước bằng hai cách là tự mình làm phước cho mọi người và tự làm phước cho chính mình. Tự mình làm phước cho mọi người là sao? Hay gọi là phần lợi tha là sao? Nghĩa là mình vì người khác mà làm lợi ích, mà phần này quan trọng nhất là bố thí cúng dường. Bố thí là một trong những hành nguyện của hàng Bồ Tát, đứng đầu trong 6 hoặc 10 hành Ba La Mật của Bồ Tát. Đây là công việc không chỉ riêng cho hàng xuất gia tu hành giải thoát buông xả, mà ngay cả hàng Phật tử tại gia và vượt cả hai hạng Phật tử của Phật nữa. Vì người ta ai cũng biết bố thí giúp đỡ người, tức là giúp đỡ cho chính mình. Song có một điều là họ hoàn toàn không hề hay biết rằng bố thí cúng dường như thế nào thì được lợi lạc, đó mới là quan trọng. Và còn phải tùy thuộc vào đối tượng cũng như hành động của người cho và người nhận nữa, thì cách bố thí ấy mới đem lại phước báo nhiều hay ít thôi. Đức Phật dạy cúng dường bằng tấm lòng chân thành cùng với người nhận cúng dường là bậc chân tu giải thoát thì không phước báo nào sánh được. Như Kinh Pháp Cú có dạy trong Phẩm Phật Đà, câu 195: cúng dường bậc đáng cúng, chư Phật hoặc đệ tử, các bậc vượt hí luận, đoạn diệt mọi sầu bi. Câu 196: cúng dường bậc như vậy, tịch tịnh không sợ hãi, các công đức như vậy không ai lường trước được. Thật vậy, xin nêu ra hai câu chuyện cảm động trong tích truyện Pháp Cú để chứng minh rằng bất cứ ai thành tâm cúng dường Đấng Chí Tôn đều được phước báo vô cùng tận. Có một bà lão nghèo, nghe tin vua A Xà Thế giàu có như vậy mà còn phát tâm cúng dường Phật cả ngàn ngọn đèn dầu. Bà nghĩ, sở dĩ mình hôm nay nghèo là do kiếp trước không biết bố thí làm phước lành. Vì vậy, bà quyết định cúng dường ngay trong lúc này. Bà thu vén toàn bộ gia tài vốn có của bà, chỉ là 2 đồng bạc, liền đi mua dầu cúng dường Phật. Người bán dầu biết lòng thành của bà nên hảo tâm rót cho bà thêm 3 đồng dầu nữa. Được dầu, bà đem vào nhà cúng dường đèn dầu của vua A Xà Thế và phát nguyện rằng nếu bà sau này được thành chánh quả như bà mong muốn thì xin ngọn đèn cháy mãi không tắt. Thế là lời phát nguyện của bà được thành tựu, cháy mãi không tắt. Vì sáng hôm sau, ngài Mục Kiền Liên thổi tắt hết tất cả các ngọn đèn của vua A Xà Thế, nhưng chỉ có ngọn đèn của bà, dù làm cách nào để dập tắt cũng không thể tắt được. Vua A Xà Thế hay tin mới thắc mắc hỏi: tại sao ta cúng dường cho Phật nhiều như vậy mà không được cảm ứng bằng bà lão nghèo kia chỉ có một ít đèn dầu? Đại thần Kỳ Bà mới đáp: bởi vì bệ hạ cúng dường mà không thành tâm. Cúng dường mà không thành tâm, dù cúng dường nhiều nhưng kết quả không được là bao, việc đó đành rành rồi vậy. Vì nó thể hiện tế nhị nơi lòng thành, và hơn thế nữa, lòng thành khi phát ra thì phải mau mau thực hiện ngay lập tức, đừng chần chờ mà đánh mất đi cơ hội quý báu đem lại nhiều sự thăng hoa trong việc làm phước thiện, như trong kinh dạy. Câu 116: hãy gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác, ai chậm làm việc lành, y ưa thích việc ác.
Người nào gặp việc lành mà không nhanh tay làm liền, đó là do ý còn dương dấn việc xấu ác. Với bài kệ trên, Đức Phật dạy nhân một câu chuyện của Bà La Môn tên là Tiểu Nhất Y. Bà La Môn Đại Nhất Y, thời Phật Tỳ Bà Thi, kiếp hiện tại tái sanh ở Xá Vệ tên Tiểu Nhất Y. Ông chỉ có độc một nội y, vợ ông cũng vậy, và cả hai xài chung một ngoại y. Như vậy, khi Bà La Môn hoặc vợ ra khỏi cửa thì người kia phải ở nhà. Một hôm người ta loan báo có thuyết pháp tại Tinh Xá. Cả hai thỏa thuận đi nghe pháp, bà ban ngày còn ông ban đêm. Ngồi trước mặt Thế Tôn, toàn thân của ông hoan hỷ uống từng giọt pháp. Vì thế ông phát tâm cúng dường. Nhưng nếu dân y này đến Thế Tôn thì không còn ngoại y nào cho cả hai người. Một ngàn niệm ích kỷ không dân y nổi lên bên trong thì có một niệm sùng tín lại muốn dân y. Hai bên tranh chấp lẫn nhau mãi cho đến khi canh một trôi qua và canh hai lại đến. Và rồi ông vẫn chưa dân y lên Thế Tôn. Đến canh cuối, Bà La Môn nghĩ rằng hai canh đã trôi qua. Nếu cứ dạng co mãi và nếu niệm gì kỹ gia tăng mạnh mẽ thì sẽ không nhấc đầu ra khỏi bốn đường khổ. Do đó, ông quyết cúng dường. Lấy y đặt dưới chân Thế Tôn, ông kêu to ba lần: Ta đã chiến thắng, ta đã chiến thắng, ta đã chiến thắng. Vua Ba Tư Nặc xứ Kosala tình cờ cũng dự thính, nghe thế ngạc nhiên, bảo quân lính hỏi chuyện, rồi thưởng cho ông một cặp y. Bà La Môn lại cũng dâng y này cho Thế Tôn. Vua lại tặng ông gấp đôi, tức là lần thứ nhất hai bộ y, rồi bốn bộ, tám bộ, cuối cùng 16 bộ. Bà La Môn dâng hết cho Như Lai, nhà vua lại tặng 32 bộ còn lại. Dù Bà La Môn có dâng hết những gì ông có đến 100 lần, vua cũng vẫn đáp ứng tương xứng. Trong một tiền kiếp đại nhất y giữ hai bộ trong 64 bộ nhận được. Vua thấy Bà La Môn là một việc rất khó làm, nên ra lệnh tìm hai cái mền trong phòng thiết triệu mang tặng ông. Mền đó trị giá đến 1.000 đồng. Bà La Môn tự thấy mình không xứng đáng đắp, nhưng mền đó thích hợp với giáo đoàn của Phật, nên ông lấy làm màn, một tấm treo trong hương thất để che giường của Thế Tôn và một tấm treo trong nhà mình để che nơi các tỳ kheo thường đến thọ thực. Buổi tối, vua đến thăm Thế Tôn, nhận ra mền, hỏi Phật, thì ra là Tiểu Nhất Y cúng dường. Như vậy khi vua có niềm tin và hạnh phúc với niềm tin đó, thì người Bà La Môn này cũng vậy. Sau đó, vua tặng cho ông 4 voi, 4 ngựa, 4.000 đồng, 4 phụ nữ, 4 tỳ nữ và 4 ngôi làng tốt nhất. Được lợi dưỡng như vậy là quá tầm cỡ của người Bà La Môn này rồi. Thật là quá sức tưởng tượng của ông ta. Thế nhưng, khi nghe các thầy tỳ kheo bàn tán về câu chuyện này, Đức Phật lại bảo: Các tỳ kheo, nếu Tiểu Nhất Y cúng dường cho ta vào canh đầu, ông đã nhận quà tặng mỗi thứ 16 cái. Nếu vào canh giữa, ông đã nhận mỗi thứ 8 cái. Nhưng vì để trễ đến canh cuối, nên ông chỉ nhận mỗi thứ 4 cái. Ai làm việc thiện đừng chần chờ, mà phải làm tức khắc. Một việc công đức làm chậm trễ đem lại phước báo cũng chậm trễ. Do đó, ta phải làm việc thiện ngay khi có sự thôi thúc trong lòng. Trong giáo pháp của Phật, dù là đại thừa hay tiểu thừa, cũng chỉ có một vị giải thoát là duy nhất. Cúng dường bậc đã lìa khỏi tham dục, sân hận, si mê, thì phước đức ấy không cùng tận. Đừng nói chỉ đối với Phật thôi mới đạt được những kết quả tương xứng như mong muốn khi vui cúng, mà ngay cả chính các vị đệ tử A-la-hán của Ngài cũng thành tựu những phước báo vô biên. Như ta đã biết, tôn giả Maha-ca-diếp có tâm hạnh rất từ bi. Ngài luôn luôn nghĩ đến, thương tưởng đến những hạng người bần cùng trong xã hội. Ngài chỉ đi khất thực ở những gia đình nghèo khổ thôi, là ý muốn gieo ruộng phước cho những người nghèo khổ này, cho họ có cơ hội thăng qua lên, bằng cách cúng dường Ngài mà thọ hưởng phước báo ở cõi cao sang hơn. Chuyện kể rằng, khi tôn giả Đại Ca Diếp ngụ ở hang tiêu, Ngài nhập định 7 ngày rồi xuất định. Quan sát bằng thiên nhãn những nơi sắp đi khất thực,
Ngài trông thấy một phụ nữ canh giữ cánh đồng đang rang những bông lúa vừa gom được, và biết người này có niềm tin, khôn ngoan và tháo giác, sẽ giúp đỡ Ngài và được phước báo nhiều. Rồi Ngài đắp y, ôm bát đến đứng gần ruộng lúa. Bà thấy Ngài phát tín tâm, toàn thân quan hỷ và nhanh nhẹn đi lấy gạo rang trút vào bình bát, xong đảnh lễ Ngài và ước nguyện: Bạch Tôn giả, xin cho con được tham dự vào giáo pháp mà Ngài đã thấy. Trưởng lão Hứa Khả, tín nữ chào Ngài và trở về, lòng cứ nghĩ đến sự cúng dường cho Ngài. Nhưng khi tín nữ bước trên đường dọc theo ruộng lúa, đến chỗ có con rắn độc trước đây không cắn được trưởng lão vì y vàng phủ kín chân, nó bò ra và cắn bà té sắp xuống đất, và bà đã chết trong tín tâm. Bà tái sinh lên cõi trời 33 như người ngủ thức dậy, trong một thiên cung bằng vàng rộng 33 dặm, dốc dáng cao bằng 3/4 dặm, mặc một thiên y dài 12 dặm làm nội y, và một thiên y bằng như thế làm ngoại y, với 1000 thiên nữ tùy tùng. Cổng chính thiên cung trang hoàng, có treo một bình vàng đầy hạt lúa bằng vàng do công đức kiếp trước dâng gạo rang cho trưởng lão Đại Ca Diếp. Cúng dường hay bố thí cũng vậy, phải biết chọn đối tượng cúng dường, coi đó là những ai nên cúng, và khi ấy cúng cho một vị dù với số lượng ít ỏi theo lượng sức của mình còn hơn cúng cho nhiều người. Nhiều năm với số lượng nhiều nhưng kết quả không được bao nhiêu, vì nhiều người mà vẫn hoàn toàn chất chứa tham sân si, dù họ có nhận bao nhiêu cũng không ích lợi cho mình lắm, bởi họ không chịu phản tỉnh và quy hướng vào tam bảo để tu hành đoạn trừ phiền não, mà chỉ làm cho họ thêm tham sân si thôi. Có chăng là chỉ cứu vớt họ trong lúc túng thiếu tức thời, rồi họ vẫn nghèo đói lại như cũ. Nếu cứ làm phước thiện bố thí cho họ hoài như vậy, dĩ nhiên là không đưa tới mục đích cao hơn, mà chỉ là gieo duyên thôi. Bởi lẽ bố thí cho họ cũng vẫn được phước như bố thí cho các loài hữu tình khác. Song nếu cúng dường cho bậc đã giải thoát, mình mới có may mắn tạo phước duyên lành để tiếp nối cho đời sau được tốt hơn, như chuyện vừa nêu trên. Hãy nghe Indaka nói bài kệ do vị thần này kinh nghiệm trong việc bố thí cúng dường. Như hột giống, mặc dù rất nhiều, gieo trên đất xấu, không gặt hái nhiều, không làm nông dân vui thích. Vật cúng dường dù nhiều, dân người ác, không gặt quả nhiều, không lợi ích cho người thí. Còn hột giống dù ít, gieo trên đất tốt, sẽ gặp nhiều kết quả, nông phu vui lòng. Như thế, cúng dường người đức hạnh, chính trực và thánh thiện, dù ít vẫn được kết quả tốt phong nhiêu. Bài kệ này được ghi nhận rằng, nhân dịp Ngài A Nậu Lâu Đà đi khất thực, Indaka cúng dường Tôn giả một muỗng thức ăn của mình. Trong khi đó, Ankura đã đốt hàng ngàn lò sưởi trên quãng đường dài 12 dặm trong 12.000 năm và bố thí rất nhiều, nhưng việc làm của Indaka được kết quả lớn hơn. Vì vậy nên khi Đức Thế Tôn đã lên cung trời 33, đã ngồi vào pháp tòa, chư thiên của 10.000 thế giới vây quanh và hầu tiếp Ngài. Trên cõi trời 33, khi Đức Phật đấng tôn quý của mọi loài ngồi dưới cội san hô trên tòa hoàng thạch, thần tiên 10.000 cõi tụ về và hầu tiếp. Đấng tối thắng ngồi nơi cao nhất của cõi trời, không ai chói sáng bằng Ngài, chỉ mình Ngài độc nhất rực rỡ ác chư thiên. Hoàng hậu Maya từ cõi trời đâu xuất đến, ngồi bên tay phải của Đức Phật. Trời Indaka cũng đến ngồi bên tay phải Phật, và trời Ankura đến ngồi bên tay trái Phật. Khi các vị trời đầy quyền lực đến dự hội, Ankura phải rời khỏi chỗ và ngồi một chỗ cách xa 12 dặm, trong khi Indaka còn ngồi bên tay phải Phật. Thế Tôn quan sát cả hai, Ngài muốn dạy về phước báo lớn lao của sự cúng dường xứng đáng, nên bảo Ankura: Dù trong 10.000 năm ngươi đã cho lập nên những lò sưởi trên suốt quãng đường dài 12 dặm và cúng dường vô số phẩm vật, sau thời gian dài ấy, bây giờ ngươi đến đây
nên trong chúng hội của ta lại ngồi xa ta nhất tới 12 dặm. Tại sao thế? Thế Tôn nhìn Anguta và Indaka, tuyên bố ai cúng dường giá trị. Ngài nói: Anguta, người cúng dường vô số, vậy mà sau một thời gian dài, ngươi ngồi chỗ thật xa, hãy đến đây. Âm thanh ấy dội xuống mặt đất, dân chúng đang cắm trại dưới ấy đều được nghe. Được đấng đạo sư thức tỉnh, Anguta nói: Những thứ cúng dường ấy đã đem lại ích lợi gì cho con? Người xứng đáng được cúng chẳng đem lại phước báo gì ư? Và xoa Indaka này chỉ dâng chút ít phẩm vật, vậy mà ông ấy sáng hơn hết thầy chúng con, như mặt trăng sáng hơn tất cả tinh tú. Khi Anguta nói như thế, Đức Phật hỏi Indaka: Này Indaka, ngươi ngồi bên tay phải ta, vì sao ngươi ngồi đây mà không dời đi? Indaka đáp: Bạch Thế Tôn, như một nông phu gieo một ít hột giống trên thửa ruộng tốt, con nhận phước lành này nhờ cúng dường đáng giá. Thế Tôn bảo: Này Anguta, phải nhận xét trong khi cúng dường. Với phương cách đó, giống như gieo giống trên đất tốt, vì cúng dường được quả tốt. Nhưng ngươi không làm như thế, nên phước báo ngươi không đủ. Ngài nói kệ: Cúng dường với sự xét đoán được quả đây, người như thế được sanh thiên. Như Lai khen ngợi sự cúng dường với óc phán đoán: Nên cúng dường đến người xứng đáng nhất, sẽ gặp quả tốt như hạt giống gieo đất tốt. Ngài nói những câu pháp cú tiếp theo: Cỏ làm hại ruộng vườn, tham làm hại đời người, bố thí người ly tham, do vậy được quả lớn. Cỏ làm hại ruộng vườn, sân làm hại người đời, bố thí người ly sân, do vậy được quả lớn. Cỏ làm hại ruộng vườn, si làm hại người đời, bố thí người ly si, do vậy được quả lớn. Cỏ làm hại ruộng vườn, dục làm hại người đời, bố thí người ly dục, do vậy được quả lớn. Điều này không những trong kinh điển Nam Tông Nguyên Thủy, mà ngay trong kinh điển Đại Thừa Phát Triển cũng có nói đến vấn đề này. Như trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, chương thứ 11 nói: Cho 100 người ác ăn không bằng cho một người thiện ăn, cho 1000 người thiện ăn không bằng cho một người thọ ngũ giới ăn, cho 1000 người thọ ngũ giới ăn không bằng cho một vị Tu Đà Hoàng ăn, cho 100 vị Tu Đà Hoàng ăn không bằng một vị Tư Đà Hàm ăn, cho 1000 vạn vị Tư Đà Hàm ăn không bằng một vị A Na Hàm ăn, cho 1 ức vị A Na Hàm ăn không bằng một vị A La Hán ăn, cho 10 ức vị A La Hán ăn không bằng cho một vị Bích Chi Phật ăn, cho 100 ức vị Bích Chi Phật ăn không bằng cho một vị Phật ba đời ăn, cho 1000 ức Phật vị ba đời ăn không bằng cho một vị vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng ăn. Nghĩa là cúng dường dù cho nhiều người mà không có đức hạnh gì không bằng cúng dường một bậc chân tu thạc đức hay người có phẩm vị cao hơn. Bố thí cho nhiều người không bằng bố thí cho một người biết làm lành lánh dữ và đã thọ tam quy ngũ giới theo Phật dạy. Nói tóm lại, cúng dường bố thí phải theo những điều kiện sau mới gặt hái được nhiều lợi lạc. 1. Vật bố thí hoàn toàn hợp pháp. 2. Tác ý thiện tâm, cả ba thời hoàn toàn trong sạch. 3. Người thọ nhận vật bố thí phải là bậc có giới đức hoàn toàn trong sạch. Bậc ấy phải là Đức Phật Toàn Giác, hoặc Đức Phật Độc Giác, hoặc bậc A-la-hán. Nếu đủ ba điều kiện này, thì phước thiện mới có năng lực mạnh và nhiều. Thí chủ có ý nguyện nào thì ý nguyện ấy cũng dễ dàng được thành tựu. Trích trong Tìm Hiểu Phước Bố Thí của Tỳ Kheo Hộ Pháp. Nếu ta biết cách bố thí cúng dường thì được lợi lạc không cùng. Ta không nên chần chờ cân nhắc làm gì khi gặp bậc chân tu thạc đức, mà hãy mau phát tâm cúng dường ngay.
với tâm niệm hy sinh những gì mình có ở trong đời này, dù nghèo khổ, chỉ một ý niệm được thăng hoa thêm lên, hoặc ở ngay trong kiếp này hay chuyển sang kiếp sau và sau nữa. Như tiền kiếp của trưởng giả Ram, khi cúng dường Phật độc giác, phần cơm duy nhất của ông trong lúc đói kém, ông nghĩ rằng, vì quá khứ ta không hề cúng dâng nên giờ này mới chịu nạn đói kinh khủng. Phần cơm này chỉ giúp ta sống một ngày. Nếu cúng dường Phật, ta sẽ thoát dòng sanh tử trong nhiều kiếp. Tạo phước đức nhiều như thế, nếu đầy đủ duyên lành, công thành quả mãn đưa đến, gặp Đức Phật ra đời, sẽ sớm thành tựu chánh quả không mong. Đó là câu chuyện có thật về chú Sa Di Sukha mới 7 tuổi mà đã chứng quả A-la-hán vào thời Đức Phật còn tại thế. Tiền thân của chú Sa Di này là một anh chàng nhà quê bán củi. Hôm đó, anh chở củi lên thành. Để tiết kiệm, anh đến nhà người bạn ở nhờ. Nhân dịp đó, anh được bạn dẫn đi xem cách ăn của chưởng khố Ganta. Ngửi mùi thức ăn thơm phức, anh nhà quê thèm quá, nhờ bạn mình xin giùm. Chưởng khố không cho, anh bạn lại xin nữa, và cho biết không ăn được thèm quá sẽ chết. Mặc, chưởng khố vẫn từ chối. Sau nhiều lần xin quá, chưởng khố bắt buộc phải lên tiếng. Này ông, mỗi miếng cơm đáng giá 100 tới 200 đồng đó. Ai đòi cũng cho, thì ta lấy gì ăn? Anh bạn vẫn cù nhây. Ông chủ, người nhà quê không được miếng cơm của ông sẽ chết, xin ông cứu mạng hắn. Không được. À, nhưng mà để ta xem. Nếu thật vậy, hãy bảo hắn làm cho ta 3 năm, ta sẽ cho hắn bát cơm. Anh nhà quê đồng ý và làm mọi công việc rất trung thành. Dù ở nhà, ở rừng, dù ngày, dù đêm, dân trong thành gọi anh là người kiếm thức ăn, Bata Batika. Mãn hạn, viên quản gia đến báo cho ông chủ biết, không quên khen ngợi anh nhà quê. Chưởng khố ra lệnh cho anh 2.000 đồng cho bữa ăn tối, 1.000 đồng cho bữa ăn sáng, tất cả là 3.000 đồng. Và bảo mọi người trong nhà, trừ cô vợ yêu là Sintamani, ngày hôm ấy hầu hạ ông ta, xem như là ông chủ. Anh được tắm trong phòng tắm pha lê, ngồi ghế pha lê sau khi tắm, mặc y phục chưởng khố. Rồi Ganta sai người đánh trống trao rằng, Bata Batika làm thuê cho trưởng phố Ganta để nhận một bát cơm. Hãy đến xem sự lộng lẫy quy hoàng trong bữa ăn bát cơm ấy của anh ta. Chỗ nào anh nhìn đến đều rúng động, xung quanh anh vũ nữ đứng phục vụ và gia nhân bưng cơm đặt trước mặt. Khi anh rửa tay, thì một vị Phật độc giác đắp y, ôm bát, bay trên không và đặt chân xuống giữa hội chứng, đứng trước mặt anh. Trước đó trên núi Ganta Madana xuất định sau 7 ngày, Ngài đã thấy là anh có niềm tin, chịu ban ơn và sẽ được nhiều phước báo. Bata Batika hiểu rằng, chưởng khố mời anh ta đến cho 1.000 đồng và xin anh ta chia phần phước đức sau khi bố thí số tiền ấy. Anh nhà quê bằng lòng và chưởng khố lại chia gia tài của mình ra làm hai, cho anh ta phân nửa. Nghe chuyện Bata Batika, vua dời anh đến, ban cho 1.000 đồng để đổi bình bát của anh, cho anh nhiều của cải và phong làm chưởng khố. Hai chưởng khố Bata Batika và Ganta kết bạn với nhau, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường. Mạng chung, Bata Batika sanh thiên, hưởng phước suốt thời gian giữa hai đức Phật. Thời Phật hiện tại tái sanh vào nhà một thí chủ của trưởng lão Xá Lợi Phất ở Xá Vệ, tên là Sunkha Kumara. Lớn lên được 7 tuổi, chú xin cha mẹ cho xuất gia theo tôn giả Xá Lợi Phất tu học và chứng quả A-la-hán luôn trong năm đó. Qua câu chuyện kể trên, ta rút ra một bài học cho mình. Khi đã biết thân phận ta nghèo cùng là do đời trước ta không biết làm phước thiện, do đó ta nên suy nghĩ lại, hãy tận tâm tận lực làm phước thiện ngay trong kiếp sống này, không kể tài sản mình tạo ra là bao nhiêu, chỉ mong sao kiếp sau hoàn thiện hơn nhiều. Lúc đó của cải ta có dư thừa, mặc tình vừa hưởng thụ đúng theo pháp mà cũng vừa hết lòng cúng dường bố thí để dung bồi cội phước thêm lên. Đó chính là ta biết cách trồng cội phước đời này
và đời sau vậy. Cũng là người như nhau, mà người này biết bố thí là được phước cho đời mình, mà người kia chỉ biết tận dụng những gì mình có được để hưởng thụ thôi. Thế nhưng, khi biết kết quả đáng khích lệ, người kia liền làm theo chủ đích của người này, nên cả hai đều thành tựu phước đức của mình. Sau đây là bốn loại sở đắc mà khi cúng dường được phước báo vô lượng. Về của cải, như một bậc A-la-hán hay vị chứng tam quả sau khi xuất định đáng nhận được của cải. Về tứ vật dụng, do sống liêm chánh và công bằng. Về trí tuệ, trí tuệ có được từ tri thức kết hợp với hỷ thọ, do bố thí cúng dường trong ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai. Về thần thông, sau thời gian thiền định, như vị Phật độc giác đã thi triển. Nói như vậy, không có nghĩa là bác bỏ không bố thí cho kẻ mồ côi, nghèo hèn hay kẻ ăn xin. Vì Phật có dạy rằng, bố thí cho con vật thức ăn còn có phước lành thay, huống gì là người ta. Phước đức do bố thí cúng dường được thành tựu như trên, đó là phước bố thí ngoại tài, nghĩa là những việc mình làm phước thiện bằng đồng tiền, tài sản riêng tư mình có đem bố thí. Song, đối với những ai không có ngoại tài như vậy, nhưng muốn cúng dường bố thí tạo phước lành, thì Phật dạy các bố thí nội tài. Cách bố thí này đơn giản là chính mình tạo tác, đem thân ra phục vụ một cách đắc lực bằng mồ hôi nước mắt, công lao vất vả của bản thân mình. Đối với xã hội, đó là việc làm công ích, còn ở trong đạo Phật, gọi đó là làm công quả. Thuở xưa, tiền thân của vua trời Đế Thích là một bằng chứng cụ thể về cách bố thí nội tài này. Chuyện ấy kể như sau. Xưa có một ông hoàng tên Manga sống trong làng Makala thuộc vương quốc Ma Kiệt Đà. Một hôm, ông đến chỗ buôn bán thị tứ, lấy dân gạt sạch bụi đất để có một chỗ đứng thoải mái. Nhưng một người khác lại đến đẩy ông ra chiếm chỗ. Thấy vị giận người ấy, ông kiếm một chỗ khác dọn sạch để đứng. Lại một người cũng đến đẩy ông ra chiếm chỗ. Ông dặn lòng đừng giận và lại tìm chỗ khác. Rồi hết người này đến người nọ tiếp tục đuổi ông đi. Ông nghĩ rằng những người này dường như khoái chí, việc làm của ông mang đến niềm vui cho họ, quả là một việc đáng làm. Việc làm này rất kỳ lạ và hy hữu. Vì sao? Trên thế gian này, không ai không muốn chỉ hưởng thụ và hưởng thụ trên thành quả lao động của người khác. Khi bị chiếm đoạt bằng bất cứ lý do nào, họ cũng tỏ ra phản kháng quyết liệt, chứ không thể nhân nhượng cho không một cách vui vẻ và sẵn sàng như ông hoàng Manga này. Tuy nhiên, ai đó làm được việc như vậy, tức là đã biết bố thí cúng dường nội tài với tấm lòng chí thành rồi đó vậy. Hãy đọc tiếp. Hôm sau, ông mang cuốc dẹp dọn một khoảng đất rộng bằng sân phơi lúa, tức thì thiên hạ đến chiếm chỗ. Mùa lạnh, ông đốt lò sưởi ấm họ, vì thế đây là nơi mọi người thích đến. Rồi ông thấy có bổn phận phải làm một con đường bằng phẳng dễ đi, nên sáng sớm ông bắt đầu làm đường, chặt bỏ hết những cành cây vướng víu. Ông đã dành thì giờ để làm những việc như thế. Có người thấy như vậy bèn hỏi ông: "Thưa ngài, ngài đang làm gì thế?" "Tôi đang bước trên đường dẫn đến cõi trời. Cho tôi cùng đi với." "Thưa ngài, hãy đi với tôi. Thiên đường là nơi an lạc cho nhiều người." Thấy hai người đang làm việc, người thứ ba đến và tương tự như trước xin gia nhập. Rồi người thứ tư, thứ năm, cuối cùng là đến người thứ 33. Họ dùng cuốc và triều làm một con đường dễ đi và bằng phẳng dài chừng 1-2 dặm. Đã biết cách làm phước bằng sức lực của mình, lại còn bày chỉ cho mọi người cùng làm theo nữa, thì phước báo ấy còn gì hơn. Thôn trưởng nghe tin đến xem xét việc họ làm và tỏ vẻ bực bội vì không kiếm chắc gì được cho riêng mình. Ông thuyết phục họ đừng làm nữa vì không phải là việc của người tại gia, và ông khuyên họ đi câu cá, săn thú rừng, hoặc dè chén say sưa, hoặc vui chơi thỏa thích. Nhưng họ không nghe ông, vẫn một mực làm con đường dẫn lên cõi trời. Thôn trưởng tức giận muốn phá họ, bèn tâu dối vua
đó là bọn cướp. Vua truyền lệnh bắt 33 chàng trai cho voi chà. Trước cơn nguy khốn, Manga nhắn nhủ đồng bọn: "Các bạn, chúng ta không còn chỗ nào để ẩn náu ngoài lòng từ bi. Hãy để tâm an tĩnh, hãy yêu thương, đừng sân hận bất cứ ai. Nên rải tâm từ đến nhà vua, thôn trưởng và đến cả con voi sắp dẫm chân lên chúng ta. Thật là đáng kính cho những ai dù bị lâm vào cảnh nguy hiểm khốn cùng vẫn an nhiên, không khởi tâm sân hận mà còn trải lòng từ đến kẻ hãm hại mình." 33 chàng trai vâng lời thủ lãnh của họ. Sức mạnh của tình thương đã khiến con voi không dám đến gần họ. Vua nghe báo, tưởng rằng vì nhiều người nên voi không dám đến, nên ra lệnh phủ lên người họ tấm thảm dày. Nhưng từ xa, voi đã thối lui. Vua đoán biết chắc là có lý do gì đây, nên gọi họ lại xem có phải bọn họ là băng ăn cướp len lỏi trong rừng hay không. Được biết họ bị thôn trưởng vu oan, vua ra lệnh bắt thôn trưởng cùng với vợ con làm nô lệ cho họ, tặng một con voi để cưỡi và cả ngôi làng ấy để tùy nghi sử dụng. 33 chàng trai thấy rõ công đức mang đến lợi lạc ngay đời này, họ càng thêm phấn khởi, nên khi cưỡi voi về làng, họ bàn tính sẽ làm thêm nhiều công đức nữa. Cuối cùng, họ nhất trí xây dựng một nhà khách cho dân chúng tại ngã tư đường lớn, một tòa nhà an toàn và kiên cố. Họ mời chủ thầu đến giao việc và cấm không cho phụ nữ dự phần vào, vì họ đã dứt được lòng tham dục đối với phụ nữ. Lúc bấy giờ, có bốn bà ở trong nhà Manga là Quan Hỷ, Trầm Tư, Thiện Tánh và Thiện Sanh. Thiện Tánh bí mật đến gặp chủ thầu hối lộ để ông ta chạm câu: "Căn nhà này của Thiện Tánh, vào tháp nhọn trên mái nhà." Chủ thầu giữ được món bở, đồng ý ngay và cho hạ một cây khô, rồi đẽo, bào, khoan thành một tháp nhọn, xong quấn vải cất lại. Khi căn nhà đã hoàn thành, đến ngày dựng tháp, chủ thầu giả bộ hoảng hốt tìm 33 chàng trai báo tin là còn thiếu cây tháp. Họ hối phải làm ngay, nhưng không thể làm với cây tươi được. Chủ thầu lúc đó bảo họ tốt nhất là đi tìm nhà nào đã làm sẵn tháp để bán. Họ tìm kiếm khắp nơi và chỉ trong nhà Thiện Tánh là có sẵn tháp. Họ chịu mua với giá 1.000 đồng, nhưng Thiện Tánh không bán mà chỉ muốn góp phần vào công trình xây dựng. Các chàng trai ban đầu từ chối, diện vẫn không muốn cho phụ nữ tham gia. Nhưng sau bị chủ thầu thuyết phục là chỉ có cõi Phạm Thiên mới loại trừ đàn bà, nên họ nhận tháp để công trình sớm hoàn tất. Rồi họ chia căn nhà ra 3 phòng, một dành cho vua, một cho người nghèo và một cho người bệnh. Họ xây tiếp 33 chỗ ngồi, dặn con voi khi có khách đến ngồi vào chỗ nào thì mời khách đến nơi vị chủ của chỗ ngồi đó, để chủ làm bổn phận với khách như xoa bóp chân và lưng khách, dâng thức ăn cứng và mềm dọn chỗ ở, tức là làm tốt mọi việc phục vụ khách. Manga trồng một cây mun gần tòa nhà và xây một ghế đá dưới gốc cây. Khách vào tòa nhà nhìn tháp nhọn đọc tên của Thiện Tánh đã khắc chạm vào đó mà không thấy tên 33 chàng trai đâu cả. Quan Hỷ thấy Thiện Tánh khéo góp phần vào trong khi mình chưa có gì hết, bèn nghĩ cách đào một hồ nước để cung cấp nước uống và nước tắm cho khách. Đến lượt Trầm Tư cũng vậy, biết rằng ai đã bước vào tòa nhà sau khi uống nước và tắm đều trang điểm vòng qua trước khi đi ra, nên cho trồng một vườn hoa tráng lệ với nhiều hoa đẹp và trái quý, đến nỗi không ai bảo bông trái này chắc chắn là từ vườn hoa của Trầm Tư. Riêng phần Thiện Sanh là em họ và cũng là vợ của Manga, nên nghĩ rằng công đức của Manga nàng sẽ được hưởng lây, cũng như công đức của nàng Manga vẫn hưởng chung. Do đó nàng chẳng làm gì cả, chỉ lo trang điểm. Như vậy Manga người phụng dưỡng cha mẹ, tôn kính bậc trưởng thượng, nói sự thật không lỗ mãng, không nói sau lưng, bỏ lòng tham, không nổi sân, tức là đã làm tròn 7 giới luật, nên được làm vua cõi trời 33 sau khi tái sanh. Các bạn đồng hành cũng đều sanh thiên nơi đó. Còn người chủ thầu thì làm trời Visakhamma ở cõi trời 33.
Cung trời 33 này khoảng cách từ cổng đông sang cổng tây là 10.000 dặm, từ cổng bắc đến cổng nam cũng vậy. Cung trời có 1.000 tông, tô điểm với vườn cảnh và hồ nước. Do quả báo từ việc xây cất nhà khách, nổi lên ngay giữa cung một điện cát tên là Chiến Thắng, cao 700 dặm, cờ phướng dài 300 dặm treo la liệt. Trên cột vàng treo cờ ngọc, trên cột ngọc treo cờ vàng, trên cột san hô treo cờ hổ phách, trên cột hổ phách treo cờ san hô, trên cột bằng 7 loại đá quý, treo cờ bằng 7 loại đá quý. Quả báo việc trồng cây mung khiến mọc lên cây san hô ôm 100 dặm. Quả báo của việc xây chỗ ngồi dưới gốc cây khiến hiện ra dưới gốc san hô một ngai bằng đá vàng. Màu vàng ửng đỏ giống như hoa lài, dài 60 dặm, rộng 50 dặm và dày 15 dặm. Khi Đế Thích ngồi lên ngai thì bị lún xuống một nửa, nếu đứng dậy thì trồi lên hết, vì được tái sinh làm trời Eravana. Vì cõi trời không có loài vật nên muốn đến vườn giải trí, voi phải bỏ thân trời hiện tướng voi trở lại, cao lớn cỡ 150 dặm. Voi Eravana làm ra 33 dải nước cho 33 chàng trai, mỗi cái chu vi 3/4 dặm. Đúng ngay trung tâm, voi tạo một bồn nước tên là Mỹ Lệ dành cho trời Đế Thích, chu vi 30 dặm. Bên trên có che một dòm làm toàn bằng ngọc quý rộng 12 dặm. Quanh dòm cách khoảng đều, treo những lá cờ dài một dặm bằng 7 báo. Một hàng chuông len keng dính vào biên dưới lá cờ. Mỗi khi gió thổi rung lên, một điệu nhạc êm dịu như âm thanh phát ra từ năm loại nhạc cụ hay tiếng hòa của chư thiên. Giữa lầu cát đặt sẵn một giường bằng ngọc dài một dặm cho Đế Thích tựa mình trang trọng. Trong 33 dải nước của 33 vị trời, mỗi dải mọc lên 7 ngà voi. Mỗi cái dài 50 dặm và chứa 7 hồ sen. Mỗi hồ sen nhô lên 7 cọng sen. Mỗi cọng sen nở 7 hoa sen. Mỗi hoa có 7 nhánh, và trên 7 nhánh có 7 thiếu nữ đang múa. Như thế, trong phạm vi 50 dặm ở mọi phía đều có hội chúng nhảy múa lơ lửng trên vô số ngà voi. Vua Đế Thích đã thụ hưởng lạc thú sung mãn như vậy. Thiện tánh qua đời cũng tái sanh về cõi trời, đồng thời xuất hiện giảng đường thiện tánh. Nhà luận nghị của chư thiên rộng 900 dặm, đẹp không nơi nào bì kịp. Và tại đó, vào ngày thứ 8 hàng tháng có thuyết pháp. Từ đó trở đi, ai trông thấy nơi nào lộng lẫy cũng nói giống nhà nghị luận của chư thiên, tức giảng đường thiện tánh. Quan Hỷ và Trầm Tư đều sanh thiên, đồng thời hiện ra một hồ sen tên Quan Hỷ rộng 500 dặm và một khu rừng dây leo tên Trầm Tư rộng 500 dặm. Nhưng riêng thiện sanh tái sanh thành một con sếu ở trong hang núi, và nhờ Đế Thích khéo hướng dẫn, sau trở thành vợ của vua trời Đế Thích luôn. Đây mới là chuyện đáng thương. Chồng làm phước, chồng được phước, chứ không thể nhờ chồng làm phước mà vợ được hưởng lây. Song cũng nhờ chồng còn biết nghĩ tới mình mà ra ơn cứu giúp, nên mới thành tựu kiếp sống chung vui sau này. Như vậy, câu chuyện này cho ta thấy rằng ai làm phước nào thì người đó hưởng quả báo tương xứng đối với phước mình làm đó. Và nhất là tự mình làm mình hưởng, chứ không ai làm thế giùm cho ai được, dù là người thân của mình. Bố thí có bốn cách. Bố thí ngoại tài, nội tài như đã nói ở trên là hai. Kế tiếp là bố thí vô úy, tức là bố thí không sợ sệt. Cách bố thí này cũng giống như bố thí nội tài, nghĩa là tự mình dẫn dắt mọi người hay bất cứ chúng sanh nào cần đến đi qua chốn hiểm nguy sợ sệt được an toàn. Có khi qua một khu rừng hoang vắng có thú dữ, trộm cướp hay ma quỷ hoành hành, những nơi đó không ai dám bước chân tới. Song nhờ mình có đủ tư cách gan dạ anh hùng nên sẵn sàng đem thân ra cứu giúp mà không đòi hỏi một yêu sách gì. Hoặc có khi gặp con đường lầy lội bùn dơ, đi sẽ bị lấm lem trượt té, mình ra công san bằng sạch sẽ cho mọi người cùng đi với tấm lòng hân hoan vui thích.
hoặc nơi nào con đường bị gai gốc lùm bụi chắn ngang đường, không thể nào dám qua được. Mình xung phong vào dọn dẹp để thành con đường êm ả không chướng ngại. Đó chính là cách bố thí vô úy. Việc làm này được Đức Phật tán thán qua câu chuyện kể sau. Một buổi sáng sớm, người Bà La Môn ra khỏi thành, dừng lại chỗ các sa môn thường vấn y. Ông đứng quan sát. Chỗ ấy cỏ mọc cao rậm rạp. Khi một sa môn quát y vào, chéo y quét qua cỏ, dính xương đẫm ướt. Ông tự nhủ, đám cỏ này phải được dọn sạch. Hôm sau, ông đem cuốc ra rẫy cỏ, dọn sạch chỗ đó, nó trở nên bằng phẳng quang đãng. Hôm sau nữa, ông lại đến quan sát. Khi các tỳ kheo khoác y vào, chéo y quét trên đất và dính bụi, ông nghĩ thầm, ta sẽ rải cát ở đây. Ông lại đem cát đến đổ cho sạch nơi đó. Vào một ngày, sáng sớm trời đã nóng bức, dịp ấy ông thấy các tỳ kheo mặc y mồ hôi đổ giọt. Người Bà La Môn nghĩ, ta sẽ cất một cái trại nơi đây. Lập tức ông che lên một cái lều cho các tỳ kheo. Lại ngày khác, sáng sớm trời đổ mưa, dịp này ông lại thấy các tỳ kheo bị tạt ướt. Ông nghĩ thầm, mình phải cất nhà mới được. Nghĩ là làm. Và khi ngôi nhà hoàn thành, ông tổ chức lễ khánh thành. Ông mời Phật và chúng tăng đến đó, mời ngồi bên trong và bên ngoài, rồi dâng thức ăn. Sau bữa ăn, ông cầm lấy bát của Đức Phật, xin Ngài hồi hướng công đức. Ông nói, Bạch Thế Tôn, khi con đứng nơi này, đầu tiên nhìn các tỳ kheo đắp y, con thấy như thế và đã làm như thế, như thế. Và bắt đầu từ khởi điểm, ông kể cho Phật nghe toàn bộ câu chuyện. Phật nghe xong nói, này Bà La Môn, người trí làm việc lành cũng vậy. Hết lúc này đến lúc khác, từng việc một dứt bỏ những nghiệp xấu. Ngài nói kệ, bậc trí theo tuần tự, từng sát na trừ dần, như thở vàng lọc bụi, trừ cấu uế nơi mình. Thứ tư là bố thí pháp. Bố thí pháp thật không giản đơn chỉ hiểu mà nói, mà còn phải thực hành như pháp đã nói. Cách bố thí này có hai. Thứ nhất là bố thí bằng lời nói, như những vị pháp sư chuyên giảng dạy những đề tài có ích cho thính chúng. Họ một khi đã nghe lọt tai rồi thì niềm tin về Tam Bảo ngày một sâu sắc và thực hành được kết quả lợi lạc lớn lao. Cách bố thí thứ hai là viết sách chỉ dẫn đường lối tu hành theo chánh pháp hay làm phước đạt đến quả vị như nguyện. Song việc làm phước thiện theo lời Phật dạy không phải chỉ mình làm, mà còn phải khuyến khích trợ giúp cho mọi người cùng làm thì quả báo mới to lớn được. Như Kinh Pháp Cú trong Phẩm Thế Gian Phật dạy, các cư sĩ, trên thế gian này ai bố thí nhưng không khuyến khích người khác bố thí, ở kiếp sau sẽ có phước báo về tài sản nhưng không có phước báo được nhiều người theo. Nếu không tự mình bố thí mà chỉ khuyên người khác bố thí thì sẽ có phước báo được nhiều người theo nhưng không có tài sản. Không tự mình bố thí và cũng không khuyên người bố thí thì sẽ không có phước báo nào hết. Nhưng người vừa tự bố thí vừa khuyên người khác bố thí sẽ nhận được cả hai phước báo về tài sản và tùy tùng. Và Phật còn khuyên bảo người già chưa biết làm phước thiện thì hãy mau mau làm để có chút tư lương cho đời này và đời sau. Như Phật dạy cho Takasila, một ông lão thợ bạc cả đời chẳng chịu làm phước, được các con ông khéo làm phước để hồi hướng phước thiện cho ông. Này ông lão, ông đã già nua, thân thể ông như lá héo úa. Ông không tạo việc lành để làm tư lương cho đời sau. Hãy tạo cho mình một chỗ an trụ, hãy làm người khôn ngoan, đừng làm kẻ si mê. Phật nói kệ, câu 235. Ngươi này giống lá héo, diêm sứ đang chờ ngươi. Ngươi đứng trước cửa chết, đường trường thiếu tư lương. Câu 236. Hãy tự làm hòn đảo, tinh cần gấp sáng suốt, trừ cấu uế thanh tịnh, đến thánh địa chư thiên.
Đức Phật từ bi chỉ dạy làm phước thiện rõ ràng như vậy. Ngài còn nói, câu 122: chớ khinh chê điều thiện, cho rằng chưa đến mình. Như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người trí đầy thiện đức, do chất chứa dần dần. Và còn khuyên bảo việc thiện đã làm nên tiếp tục làm thêm. Câu 118: nếu người làm điều thiện nên tiếp tục làm thêm, hãy ước muốn điều thiện chứa thiện được an lạc. Đó là cách tự mình làm phước cho người. Tuy làm phước cho người là tốt, nhưng Đức Phật vẫn tán thán ca ngợi và khuyến khích chúng ta nên làm phần tự lợi này, như bài kinh Pháp Cú dạy như sau. Câu 166: dầu lợi người bao nhiêu, chớ quên phần tự lợi. Nhờ thắng trí tự lợi, hãy chuyên tâm lợi mình. Vì đây là phần tu căn bản cho bản thân mình. Vậy tự làm phước cho chính mình là sao? Đó là những phương pháp trợ lực trực tiếp cho mình ngay trong kiếp hiện tại này được an lạc giải thoát. Người biết tu hành theo Phật là phải biết chuyên cần thực hành những pháp môn căn bản để tự lợi mình. Những pháp môn ấy là nghe kinh, tụng kinh, niệm Phật, trì chú, ngồi thiền, trì trai, giữ giới, mà phải chuyên tâm mới được thành tựu. Một người khi đã chọn cho mình một pháp môn tâm đắc hợp duyên với mình rồi, thì chỉ cần chuyên tâm trí chí suốt đời, thế nào cũng được kết quả mong muốn. Giả sử số phận có hạn hữu đi chăng nữa, vẫn còn có phước báo tương xứng với phần công phu tu tập của mình. Vì đó là định luật nhân quả, và gieo nhân lành nào gặt quả tốt thế ấy. Nghe kinh thế nào mà được phước báo, và kết quả của việc nghe kinh ấy sẽ được lợi ích gì? Ta hãy nghe câu chuyện kể về tiền thân của 500 vị tỳ kheo trẻ là 500 con dơi nghe kinh mà được chuyển kiếp tu hành thành chánh quả. Chuyện này trong kinh Pháp Cú Phẩm Phật Đà, lúc Đức Phật lên cung trời 33 để an cư kiết hạ. Vào thời Đức Phật Ca Diếp, 500 tỳ kheo này là bầy dơi nhỏ. Chúng ở trong một đồng núi, và có hai thầy tỳ kheo cư ngụ trong ấy đọc tụng kinh A Tỳ Đàm. Chúng nghe âm thanh luận tạng khi bay chung quanh đó, và đâm ra yêu thích âm thanh ấy. Với các câu: đây là các uẩn của chúng sanh, đây là các đại của chúng sanh, tuy chúng không hiểu ý nghĩa, nhưng vì yêu mến tiếng đọc tụng kinh, chúng được sanh thiên. Vào thời giữa Phật Ca Diếp và Thích Ca, họ ở cung trời hưởng khoái lạc và tái sanh vào xá vệ. Trong gia đình vọng tộc, do sự kính tinh và thần thông song hành, họ xuất gia theo tôn giả Xá Lợi Phất và trở thành những người đầu tiên thông đạt thức giác chi. Đó là công đức nghe kinh được chuyển kiếp làm người, và nhờ có túc duyên lành ấy nên gặp Phật tu hành sớm được giác ngộ. Còn tụng kinh thì sao? Chẳng hạn như câu chuyện về một người đem hết cả đời chỉ chuyên tâm tụng kinh, và ngay trong gian phòng tụng kinh của người đó sẽ hiện biến tướng nhiệm màu. Gian phòng đó sáng rực rỡ trong đêm tối, lại còn được chư thiên tới tán qua cúng dường, cũng như hòa tấu các điệu nhạc trời theo tiếng gõ mõ tụng kinh nữa. Câu chuyện kể như sau. Có hai huynh đệ cùng học một thầy. Sư huynh muốn đi tham học các nơi để học hỏi mở rộng thêm kiến thức. Sư đệ ở nhà chỉ biết tụng kinh bái sám thôi, chứ không làm việc gì khác. Trải qua hơn 10 năm du học, sư huynh ôm một mớ kiến thức trở về thăm lại sư đệ của mình tu hành hiện giờ tới đâu rồi, và biết đâu mình về có thể giúp ích gì cho sư đệ chăng. Khi sư huynh hỏi thăm ra mới biết sư đệ suốt ngày chỉ lo việc tụng kinh bái sám, chứ không có gì mới mẻ. Sư huynh tỏ ra quá thất vọng cho sư đệ của mình. Sư huynh định bụng sẽ chia sẻ biết bao là kiến thức cho sư đệ để đền ơn tri ngộ. Và hôm đó vì mới đi về đường xá xa xôi nên sư huynh mệt mỏi muốn đi nghỉ sớm. Sư đệ như thường lệ, hôm ấy cũng như hôm nào, vẫn lặng lẽ thắp hương đốt đèn làm lễ tụng kinh một mình. Sư huynh đang nằm ngủ ngon, bỗng giật mình thức giấc, mở mắt lóng tai nghe sư đệ tụng kinh. Sư huynh hết sức ngạc nhiên
khi nghe trong tiếng tụng kinh có những âm thanh kỳ lạ hòa theo nhịp kinh, thánh thoát du dương làm sao. Sư huynh mới choàng dậy qua chỗ tụng kinh của sư đệ, chợt thấy một cảnh tượng kỳ diệu xuất hiện. Trên không trung, trong chánh điện, không biết qua từ đâu rơi xuống và thơm lừng. Và nhất là cả gian phòng đều sáng rực thứ ánh sáng không phải do đèn dầu mà tạo nên được như vậy. Thấy cảnh giới kỳ diệu, sư huynh lúc này mới có ý niệm hồi tâm lại những gì mình đã suy nghĩ và cảm thấy vô cùng hổ thẹn sau bao nhiêu năm tu học của mình. Tụng kinh mà được cảnh giới bất khả tư nghị như vậy, kể ra đâu phải ai ai cũng thực hành được. Đó chính là phước báo do tụng kinh thành tâm chiêu cảm nên vậy. Niệm Phật nếu đạt được nhất tâm bất loạn thì được Phật và Thánh chúng trước về cõi Phật ở Tây Phương. Về pháp môn ngồi thiền hay dù tu pháp môn nào, hễ nhất tâm vào định rồi sẽ có kết quả thù thắng theo từng cấp bậc thiền mà mình tu. Nghĩa là tu chứng tới quả nào thì sau khi chết được sanh vào cõi trời tương xứng với công phu tu tập của mình, mà hiện đời được an lạc nữa. Đó là nói đến pháp tu của phàm phu ngoại đạo mà còn thành tựu như vậy. Huống nữa là biết quy hướng về Tam Bảo Phật Pháp Tăng là ba ngôi báo ở thế gian. Bởi tu hành theo chánh pháp là đã hành ngộ biết bao nhiêu rồi, nhất là đưa đến quả vị an vui giải thoát ngay trong hiện đời như liệt vị thiền sư đã thể hiện. Giữ giới tinh chuyên thì được thiên thần hộ giới ủng hộ triệt để, như trường hợp Tổ Luật Sư Đạo Tuyên đã chứng minh vậy. Ngài đang đi vừa muốn dấp té, liền khi ấy có Thái tử Na Tra, con của Thứ Thiên Dương xuất hiện ngay tức thì để dìu dắt ngài liền. Còn nói về giữ năm giới cấm đối với hạng Phật tử tại gia, Phật dạy rất rõ. Khi mình giữ giới hoàn toàn thì không những ngay kiếp này được an vui hạnh phúc, mà kiếp sau sẽ sanh trở lại làm người sung sướng nữa. Năm giới cấm ấy là không sát sanh, còn phải biết phóng sanh thì tránh được bệnh tật, ốm đau. Không trộm cắp, phải biết bố thí để được giàu có của cải. Không tà dâm, phải biết giữ gìn chánh hành để được thân thể đẹp đẽ. Không nói dối, phải biết nói lời chân thật để người tin tưởng, kính trọng. Không uống rượu thì được thông minh trí tuệ. Và thập thiện, tức là 10 điều lành, nếu giữ trọn vẹn thì ngay đời này được nhiều lợi lạc và sau khi chết được tái sanh lên cõi trời. 1. Không sát sanh. Từ bi không sát hại sanh mạng sẽ được khỏe mạnh trường thọ. 2. Không trộm cướp. Ngay thẳng, không lấy của người sẽ được giàu có an ổn. 3. Không tà dâm. Trong sạch không quan hệ bất chính sẽ được xinh đẹp, hạnh phúc. 4. Không nói dối. Chân thật, không dối gạt sẽ được quy thế tiếng tâm. 5. Không theo dệt. Trung thực không xảo ngôn sẽ được mọi người kính mến. 6. Không đâm thọc. Hòa hợp không nói lời ly gián sẽ được nhiều người ủng hộ. 7. Không nói lời thô ác. Hòa nhã không cay nghiệt, không thô tục sẽ được cao sang. 8. Không sang tham, tức là rộng rãi, thí xã sẽ được vô lượng phước báo. 9. Không sân hận, tức là từ hòa nhẫn nại sẽ được vô lượng duyên lành. 10. Không si mê, tức là sáng suốt tỉnh giác sẽ được vô lượng trí tuệ. Trong Luật Tỳ Kheo có nói Ba La Đề Mộc Xoa, có nghĩa là giữ trong sạch giới nào thì riêng được giải thoát theo giới đó, nên còn gọi là biệt giải thoát là vậy. Qua những điều trên cho thấy những gì mình làm trong kiếp hiện tại này đều có kết quả lợi ích cho riêng mình, nên nhà Phật gọi đó là làm phần tự lợi. Phần tự lợi này tức là gieo ruộng phước cho mình chứ không vì ai khác. Dù là loài người hay súc sinh cũng vậy, nếu chuyên tâm hành trì thì phước đức vẫn như nhau. Và trong kinh Phật cũng khuyên hạng Phật tử là nên bố thí và khuyến khích bố thí. Như trong Tích Truyện Pháp Cú Phẩm Ác có lần, dân chúng ở xá vệ họp từng nhóm cúng dường tăng đoàn của Phật. Khi hồi hướng công đức, Thế Tôn bảo: các cư sĩ, trên thế gian này ai bố thí nhưng không khuyến khích người khác bố thí, ở kiếp sau sẽ có phước báo về tài sản,
nhưng không có phước báo được nhiều người theo. Nếu không tự mình bố thí mà chỉ khuyên người khác bố thí thì sẽ có phước báo được nhiều người theo, nhưng không có tài sản. Không tự mình bố thí mà cũng không khuyên người bố thí thì sẽ không có phước báo nào hết. Nhưng người vừa tự mình bố thí vừa khuyên người khác bố thí thì sẽ nhận được cả hai phước báo về tài sản và tùy tùng. Một điều đáng ghi nhớ là mình đã làm phước lành thì hãy đón nhận đó là một việc làm tốt đẹp trong nhân gian. Vì làm lành thì được quả báo lành, nhưng làm với tâm trạng vô tư, chứ không nên móng tâm mong cầu. Bởi như thế tức là tham lam, mà tham lam là trái với tư cách bố thí, nghĩa là xả bỏ. Cho nên, khi mong cầu mà đạt được mục đích thì hăng hái làm việc nghĩa tiếp. Trái lại, mong muốn mà không thỏa nguyện như ý thì dễ sanh tâm chán nản, đưa đến sự bất an cho chính mình. Rốt cuộc, nhân lành mà thành quả dữ hồi nào không hay. Đó là cái bệnh chung của việc làm lành mà ít ai chịu suy xét cho tường tận. Thật ra, trong giáo lý nhà Phật đề cập tới vấn đề nhân quả rất công bằng và cụ thể. Nhân quả thường xảy ra trong thời gian ba thời là quá khứ, hiện tại, vị lai. Có khi mình làm lành trong hiện tại mà được quả báo lành ngay trong hiện đời. Đó là do quả báo lành được thành tựu từ nhân lành có sẵn trong quá khứ, rồi còn sót lại mà nay mình tiếp tục thụ hưởng. Còn như việc làm lành trong đời này, tuy hoàn tất nhưng chưa được quả báo tương xứng như ý, tức là nó còn phải chờ đủ cơ hội hay nhân duyên hội tụ sẽ tự thành tựu thôi, chứ không mất đâu hết. Vì biết đâu nợ cũ chưa trả kịp ở đời trước, nay mình cố gắng trả cho xong, nếu trả xong rồi chắc chắn sẽ được quả báo lành đáp ứng ngay trong hiện đời thôi vậy. Như trong kinh Tăng Chi Bộ Phẩm Tế Đàn, Phật dạy rất rõ về điều này. Này Sariputta, ở đây ai bố thí không với tâm cầu mong, bố thí không với tâm trói buộc, bố thí không với mong cầu được chất chứa, bố thí không với ý nghĩ ta sẽ hưởng thọ cái này trong đời sau, bố thí không với ý nghĩ lành thay sự bố thí, bố thí không với ý nghĩ cái này đã được cho trong đời quá khứ, đã được tổ tiên làm trong quá khứ, ta không nên để truyền thống gia đình này bị bỏ quên. Bố thí không với ý nghĩ, do ta bố thí vật bố thí này, tâm được tịnh tín, hỷ duyệt khởi lên. Nhưng vị ấy bố thí với ý nghĩ để trang nghiêm tâm, để trang bị tâm. Do vị ấy bố thí như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư thiên ở phạm chúng thiên, và khi vị ấy nghiệp được đoạn tận, thần lực ấy, danh tiếng ấy, quy quyền ấy được đoạn tận, vị ấy trở thành vị bất lai, không trở lui trạng thái này. Trong tích truyện Pháp Cú có nêu một câu chuyện về Tôn giả Mục Liên. Khi Tôn giả lên cõi trời thì gặp những vị trời hổ thẹn vì là một chút phước lành nhỏ mà được sanh lên thiên giới hưởng phước lạc ở cõi trời. Một hôm, Tôn giả Mục Liên đi dạo nơi cung trời, thấy một vị trời có thần lực rất lớn đang đứng trước cung điện của mình. Thiên thần ấy đến chào Tôn giả. Tôn giả hỏi: Này thiên thần, ông có uy lực lớn, ông đã làm gì mà được như thế? Ồ, bạch ngài, xin đừng hỏi tôi. Vị trời này chỉ là một việc thiện nhỏ nên xấu hổ không muốn nói. Tôn giả cứ hỏi lại, yêu cầu nói cho nghe. Cuối cùng thiên thần nói: Thưa Tôn giả, tôi không hề cúng dường, tôn kính hay nghe pháp, tôi chỉ nói thật mà thôi. Tôn giả đến cung điện khác, hỏi một vài thiên nữ khác. Họ cố giấu việc mình làm nhưng không qua được Tôn giả. Một người nói: Thưa Tôn giả, tôi không bố thí hay làm việc về tôn giáo, nhưng vào thời Phật Ca Diếp, tôi là đầy tớ của một ông chủ tàn bạo hà khắc. Ông ta chỉ có đánh đập, nhưng khi tư tưởng sân hận nổi lên, tôi tự an ủi mình rằng ông ấy là chủ mình, có thể bắt giam mình, hoặc xẻo mũi mình, hay xẻo bất cứ nơi nào, đừng giận dữ. Như thế, tôi làm lắng dịu lòng mình, chỉ có thế tôi được phước quả này. Người khác nói: Thưa Tôn giả, khi tôi đang canh chừng ruộng mía, tôi có cúng một cây mía cho một sa môn.
tôi cúng một Timbarasaka, một Elaluka, một Varusaka, tôi cúng một nắm củ cải. Tất cả đều kết luận, bằng cách ấy chúng tôi đạt được quả phước. Tôn giả trở về bạch Phật: Bạch Thế Tôn, có phải người được sanh cõi trời chỉ vì đã nói thật, hay đã chế ngự cơn giận, hay bố thí một nắm đậu, vân vân? Vì sao ông hỏi ta điều ấy? Tất cả thiên thần đã chẳng kể rõ cho ông sao? Thưa dân, con tin rằng chỉ vài điều thiền nhỏ như thế cũng đủ sanh thiên. Phật dạy: Này Mục Liên, chỉ với lời nói thật, chỉ với việc chế ngự cơn giận, hay tặng một quà nhỏ, người được sanh thiên. Ngài nói kệ, câu 224: Nói thật không phẫn nộ, của ích thí người sinh, nhờ ba việc lành này, người đến gần thiên giới. Nói như vậy là đủ biết, gieo nhân duyên lành thì gặt được quả báo lành, chứ không mất mát đi đâu. Chỉ là khi đạt được quả báo, thấy như không tương xứng, thì chớ nên tự phụ, tự hào, làm tổn phước của mình, mà hãy nghĩ rằng phước báo hiện thời mình có được là do đời trước mình gieo trồng thôi. Cuối cùng, thực ra mà nói, Đức Phật vì căn cơ và nghiệp duyên của mỗi chúng sanh sai khác, nên Ngài có nhiều phương tiện giáo hóa như vậy. Chứ chỉ làm phước bố thí cúng dường không thôi, ấy không phải là mục tiêu duy nhất Phật muốn nhắm đến. Điều rút ráo mà Phật chủ trương là con đường đi đến giác ngộ giải thoát khổ đau trong ba cõi. Vì dù được sanh lên cõi trời, hưởng thọ những phước mình tạo được có bao lâu chăng nữa, đến khi hết phước đó rồi, nếu không biết tu hành sẽ bị rơi lại trong ba đường ác, thì nguy hiểm biết chừng nào. Vì vậy, đối với Phật giáo, làm phước thiện chỉ là trợ duyên cho đời sống mình thăng hoa thêm lên. Bởi nếu xét kỹ trong tạng kinh Phật dạy, ta thấy hầu như Ngài chỉ khuyến khích người Phật tử tại gia làm phước thôi, chứ ít nhắc đến những người tu hành xuất thế, mặc áo giải thoát. Nếu có thì là phước trí nhị nghiêm thân. Phật dạy làm phước đức. Làm người ai cũng muốn mình được giàu sang phú quý, chứ không ai muốn mình bần cùng hèn hạ. Nhưng sự thật trên đời không như mình mong muốn, kẻ giàu thì giàu thêm lên, còn người nghèo lại nghèo hoài. Tuy có lúc cũng có trường hợp ngoại lệ. Trường hợp ngoại lệ đó xảy ra trên thân phận của người giàu bỗng biến thành kẻ nghèo hèn một cách trớ trêu, và người nghèo bỗng trở thành kẻ giàu sang lạ thường. Thật ra, điều đó không có gì xa lạ. Nếu ta biết cuộc sống trên thế gian này hoàn toàn đều do luật nhân quả chi phối cả. Hơn nữa, sự thay đổi đó, hay nói thực tế hơn, số phận của người đó đối với kiếp hiện tại này, âu cũng là do biết và không biết mà ra cả. Biết là biết gì, và không biết là không biết gì. Chẳng qua là biết hay không biết gieo trồng cội phước cho mình ở đời này và đời sau mà thôi. Vậy thì gieo trồng cội phước bằng cách nào để đời sống vui sướng giàu sang trọn vẹn mà không bị hoàn cảnh trái nghịch làm cho mình bị xa lầy khổ sở? Suy cho cùng, làm phước bằng hai cách là tự mình làm phước cho mọi người và tự làm phước cho chính mình. Tự mình làm phước cho mọi người là sao? Hay gọi là phần lợi tha là sao? Nghĩa là mình vì người khác mà làm lợi ích, mà phần này quan trọng nhất là bố thí cúng dường. Bố thí là một trong những hành nguyện của hàng Bồ Tát, đứng đầu trong 6 hoặc 10 hành Ba La Mật của Bồ Tát. Đây là công việc không chỉ riêng cho hàng xuất gia tu hành giải thoát buông xả, mà ngay cả hàng Phật tử tại gia và vượt cả hai hạng Phật tử của Phật nữa. Vì người ta ai cũng biết bố thí giúp đỡ người, tức là giúp đỡ cho chính mình. Song có một điều là họ hoàn toàn không hề hay biết rằng bố thí cúng dường như thế nào thì được lợi lạc, đó mới là quan trọng. Và còn phải tùy thuộc vào đối tượng cũng như hành động của người cho và người nhận nữa, thì cách bố thí ấy mới đem lại phước báo nhiều hay ít thôi.
Đức Phật dạy cúng dường bằng tấm lòng chân thành cùng với người nhận cúng dường là bậc chân tu giải thoát thì không phước báo nào sánh được. Như Kinh Pháp Cú có dạy trong Phẩm Phật Đà, câu 195: cúng dường bậc đáng cúng, chư Phật hoặc đệ tử, các bậc vượt hí luận, đoạn diệt mọi sầu bi. Câu 196: cúng dường bậc như vậy, tịch tịnh không sợ hãi, các công đức như vậy không ai lường trước được. Thật vậy, xin nêu ra hai câu chuyện cảm động trong tích truyện Pháp Cú để chứng minh rằng bất cứ ai thành tâm cúng dường Đấng Chí Tôn đều được phước báo vô cùng tận. Có một bà lão nghèo, nghe tin vua A Xà Thế giàu có như vậy mà còn phát tâm cúng dường Phật cả ngàn ngọn đèn dầu. Bà nghĩ, sở dĩ mình hôm nay nghèo là do kiếp trước không biết bố thí làm phước lành. Vì vậy, bà quyết định cúng dường ngay trong lúc này. Bà thu vén toàn bộ gia tài vốn có của bà chỉ là 2 đồng bạc, liền đi mua dầu cúng dường Phật. Người bán dầu biết lòng thành của bà nên hảo tâm rót cho bà thêm 3 đồng dầu nữa. Được dầu, bà đem vào nhà cúng dường đèn dầu của vua A Xà Thế và phát nguyện rằng nếu bà sau này được thành chánh quả như bà mong muốn thì xin ngọn đèn cháy mãi không tắt. Thế là lời phát nguyện của bà được thành tựu, cháy mãi không tắt. Vì sáng hôm sau, ngài Mục Kiền Liên thổi tắt hết tất cả các ngọn đèn của vua A Xà Thế, nhưng chỉ có ngọn đèn của bà, dù làm cách nào để dập tắt cũng không thể tắt được. Vua A Xà Thế hay tin mới thắc mắc hỏi: tại sao ta cúng dường cho Phật nhiều như vậy mà không được cảm ứng bằng bà lão nghèo kia chỉ có một ít đèn dầu? Đại thần Kỳ Bà mới đáp: bởi vì bệ hạ cúng dường mà không thành tâm. Cúng dường mà không thành tâm, dù cúng dường nhiều nhưng kết quả không được là bao, việc đó đành rành rồi vậy. Vì nó thể hiện tế nhị nơi lòng thành, và hơn thế nữa, lòng thành khi phát ra thì phải mau mau thực hiện ngay lập tức, đừng chần chờ mà đánh mất đi cơ hội quý báu đem lại nhiều sự thăng hoa trong việc làm phước thiện, như trong kinh dạy. Câu 116: hãy gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác, ai chậm làm việc lành, y ưa thích việc ác. Người nào gặp việc lành mà không nhanh tay làm liền, đó là do ý còn dương dấn việc xấu ác. Với bài kệ trên, Đức Phật dạy nhân một câu chuyện của bà La Môn tên là Tiểu Nhất Y. Bà La Môn Đại Nhất Y, thời Phật Tỳ Bà Thi, kiếp hiện tại tái sanh ở Xá Vệ tên Tiểu Nhất Y. Ông chỉ có độc một nội y, vợ ông cũng vậy, và cả hai xài chung một ngoại y. Như vậy, khi bà La Môn hoặc vợ ra khỏi cửa thì người kia phải ở nhà. Một hôm người ta loan báo có thuyết pháp tại Tinh Xá, cả hai thỏa thuận đi nghe pháp, bà ban ngày còn ông ban đêm. Ngồi trước mặt Thế Tôn, toàn thân của ông quan hỷ uống từng giọt pháp, vì thế ông phát tâm cúng dường. Nhưng nếu dân y này đến Thế Tôn thì không còn ngoại y nào cho cả hai người. 1000 niệm ích kỷ không dân y nổi lên bên trong thì có một niệm sùng tín lại muốn dân y. Hai bên tranh chấp lẫn nhau mãi cho đến khi canh một trôi qua và canh hai lại đến, và rồi ông vẫn chưa dâng y lên Thế Tôn. Đến canh cuối, bà La Môn nghĩ rằng 2 canh đã trôi qua, nếu cứ dạng co mãi và nếu niệm vị kỷ gia tăng mạnh mẽ thì sẽ không nhấc đầu ra khỏi 4 đường khổ. Do đó ông quyết cúng dường, lấy y đặt dưới chân Thế Tôn. Ông kêu to 3 lần: ta đã chiến thắng, ta đã chiến thắng, ta đã chiến thắng. Vua Ba Tư Nặc xứ Kosala tình cờ cũng dự thính, nghe thế ngạc nhiên, bảo quân lính hỏi chuyện, rồi thưởng cho ông 1 cặp y. Bà La Môn lại cũng dâng y này cho Thế Tôn, vua lại tặng ông gấp đôi, tức là lần thứ nhất 2 bộ y, rồi 4 bộ, 8 bộ, cuối cùng 16 bộ. Bà La Môn dâng hết cho Như Lai, nhà vua lại tặng 32 bộ còn lại. Dù bà La Môn có dâng hết những gì ông có đến 100 lần, vua cũng vẫn đáp ứng tương xứng. Trong một tiền kiếp Đại Nhất Y giữ 2 bộ trong 64 bộ nhận được.
Vua thấy Bà La Môn là một việc rất khó làm, nên ra lệnh tìm hai cái mền trong phòng thiết triệu mang tặng ông. Mền đó trị giá đến 1.000 đồng. Bà La Môn tự thấy mình không xứng đáng đắp, nhưng mền đó thích hợp với giáo đoàn của Phật, nên ông lấy làm màn, một tấm treo trong hương thất để che giường của Thế Tôn và một tấm treo trong nhà mình để che nơi các tỳ kheo thường đến thọ thực. Buổi tối, vua đến thăm Thế Tôn, nhận ra mền, hỏi Phật, thì ra là tiểu nhất y cúng dường. Như vậy khi vua có niềm tin và hạnh phúc với niềm tin đó, thì người Bà La Môn này cũng vậy. Sau đó, vua tặng cho ông 4 voi, 4 ngựa, 4.000 đồng, 4 phụ nữ, 4 tỳ nữ và 4 ngôi làng tốt nhất. Được lợi dưỡng như vậy là quá tầm cỡ của người Bà La Môn này rồi. Thật là quá sức tưởng tượng của ông ta. Thế nhưng, khi nghe các thầy tỳ kheo bàn tán về câu chuyện này, Đức Phật lại bảo: Các tỳ kheo, nếu tiểu nhất y cúng dường cho ta vào canh đầu, ông đã nhận quà tặng mỗi thứ 16 cái. Nếu vào canh giữa, ông đã nhận mỗi thứ 8 cái. Nhưng vì để trễ đến canh cuối, nên ông chỉ nhận mỗi thứ 4 cái. Ai làm việc thiện đừng chần chờ, mà phải làm tức khắc. Một việc công đức làm chậm trễ đem lại phước báo cũng chậm trễ. Do đó, ta phải làm việc thiện ngay khi có sự thôi thúc trong lòng. Trong giáo pháp của Phật, dù là đại thừa hay tiểu thừa, cũng chỉ có một vị giải thoát là duy nhất. Cúng dường bậc đã lìa khỏi tham dục, sân hận, si mê, thì phước đức ấy không cùng tận. Đừng nói chỉ đối với Phật thôi mới đạt được những kết quả tương xứng như mong muốn khi vui cúng, mà ngay cả chính các vị đệ tử A-la-hán của Ngài cũng thành tựu những phước báo vô biên. Như ta đã biết, Tôn giả Maha-ca-diếp có tâm hạnh rất từ bi. Ngài luôn luôn nghĩ đến, thương tưởng đến những hạng người bần cùng trong xã hội. Ngài chỉ đi khất thực ở những gia đình nghèo khổ thôi, là ý muốn gieo ruộng phước cho những người nghèo khổ này, cho họ có cơ hội thăng qua lên, bằng cách cúng dường Ngài mà thọ hưởng phước báo ở cõi cao sang hơn. Chuyện kể rằng, khi Tôn giả Đại Ca Diếp ngụ ở hang tiêu, Ngài nhập định 7 ngày rồi xuất định. Quan sát bằng thiên nhãn những nơi sắp đi khất thực, Ngài trông thấy một phụ nữ canh giữ cánh đồng đang rang những bông lúa vừa gom được, và biết người này có niềm tin, khôn ngoan và tháo giác, sẽ giúp đỡ Ngài và được phước báo nhiều. Rồi Ngài đắp y, ôm bát đến đứng gần ruộng lúa. Bà thấy Ngài phát tính tâm, toàn thân quan hỷ và nhanh nhẹn đi lấy gạo rang, trút vào bình bát, xong đảnh lễ Ngài và ước nguyện: Bạch Tôn giả, xin cho con được tham dự vào giáo pháp mà Ngài đã thấy. Trưởng lão hứa khả, tín nữ chào Ngài và trở về, lòng cứ nghĩ đến sự cúng dường cho Ngài. Nhưng khi tín nữ bước trên đường dọc theo ruộng lúa, đến chỗ có con rắn độc trước đây không cắn được trưởng lão vì y vàng phủ kín chân, nó bò ra và cắn bà té sắp xuống đất, và bà đã chết trong tính tâm. Bà tái sinh lên cõi trời 33 như người ngủ thức dậy, trong một thiên cung bằng vàng rộng 33 dặm, dốc dáng cao bằng 3/4 dặm, mặc một thiên y dài 12 dặm làm nội y, và một thiên y bằng như thế làm ngoại y, với 1.000 thiên nữ tùy tùng. Cổng chính thiên cung trang hoàng, có treo một bình vàng đầy hạt lúa bằng vàng do công đức kiếp trước dâng gạo rang cho trưởng lão Đại Ca Diếp. Cúng dường hay bố thí cũng vậy, phải biết chọn đối tượng cúng dường, coi đó là những ai nên cúng, và khi ấy cúng cho một vị, dù với số lượng ít ỏi theo lượng sức của mình, còn hơn cúng cho nhiều người. Nhiều năm với số lượng nhiều nhưng kết quả không được bao nhiêu, vì nhiều người mà vẫn hoàn toàn chất chứa tham sân si, dù họ có nhận bao nhiêu cũng không ích lợi cho mình lắm, bởi họ không chịu phản tỉnh và quy hướng vào Tam Bảo để tu hành đoạn trừ phiền não, mà chỉ làm cho họ thêm tham sân si thôi. Có chăng là chỉ cứu vớt họ trong lúc túng thiếu tức thời, rồi họ vẫn nghèo đói lại như cũ. Nếu cứ làm phước thiện bố thí cho họ hoài như vậy, dĩ nhiên là không đưa tới mục đích cao hơn,
mà chỉ là gieo duyên thôi. Bởi lẽ bố thí cho họ cũng vẫn được phước như bố thí cho các loài hữu tình khác. Song nếu cúng dường cho bậc đã giải thoát, mình mới có may mắn tạo phước duyên lành để tiếp nối cho đời sau được tốt hơn như chuyện vừa nêu trên. Hãy nghe Indaka nói bài kệ do vị thần này kinh nghiệm trong việc bố thí cúng dường. Như hột giống, mặc dù rất nhiều, gieo trên đất xấu, không gặt hái nhiều, không làm nông dân vui thích. Vật cúng dường dù nhiều, dân người ác, không gặt quả nhiều, không lợi ích cho người thí. Còn hột giống dù ít, gieo trên đất tốt, sẽ gặp nhiều kết quả, nông phu vui lòng. Như thế, cúng dường người đức hạnh, chính trực và thánh thiện, dù ít vẫn được kết quả tốt phong nhiêu. Bài kệ này được ghi nhận rằng nhân dịp ngài A Nậu Lâu Đà đi khất thực, Indaka cúng dường tôn giả một muỗng thức ăn của mình. Trong khi đó, Ankura đã đốt hàng ngàn lò sưởi trên quãng đường dài 12 dặm trong 12.000 năm và bố thí rất nhiều, nhưng việc làm của Indaka được kết quả lớn hơn. Vì vậy nên khi Đức Thế Tôn đã lên cung trời 33, đã ngồi vào pháp tòa, chư thiên của 10.000 thế giới vây quanh và hầu tiếp ngài. Trên cõi trời 33, khi Đức Phật đấng tôn quý của mọi loài ngồi dưới cội san hô trên tòa hoàng thạch, thần tiên 10.000 cõi tụ về và hầu tiếp đấng tối thắng ngồi nơi cao nhất của cõi trời. Không ai chói sáng bằng ngài, chỉ mình ngài độc nhất rực rỡ ác chư thiên. Hoàng hậu Maya từ cõi trời đâu xuất đến, ngồi bên tay phải của Đức Phật. Trời Indaka cũng đến ngồi bên tay phải Phật, và trời Ankura đến ngồi bên tay trái Phật. Khi các vị trời đầy quyền lực đến dự hội, Ankura phải rời khỏi chỗ và ngồi một chỗ cách xa 12 dặm, trong khi Indaka còn ngồi bên tay phải Phật. Thế Tôn quan sát cả hai. Ngài muốn dạy về phước báo lớn lao của sự cúng dường xứng đáng, nên bảo Ankura: dù trong 10.000 năm ngươi đã cho lập nên những lò sưởi trên suốt quãng đường dài 12 dặm và cúng dường vô số phẩm vật, sau thời gian dài ấy, bây giờ ngươi đến đây, nên trong chúng hội của ta lại ngồi xa ta nhất tới 12 dặm. Tại sao thế? Thế Tôn nhìn Ankura và Indaka, tuyên bố ai cúng dường giá trị. Ngài nói: Ankura, ngươi cúng dường vô số, vậy mà sau một thời gian dài, ngươi ngồi chỗ thật xa, hãy đến đây. Âm thanh ấy dội xuống mặt đất, dân chúng đang cắm trại dưới ấy đều được nghe. Được đấng đạo sư thức tỉnh, Ankura nói: những thứ cúng dường ấy đã đem lại ích lợi gì cho con? Người xứng đáng được cúng chẳng đem lại phước báo gì ư? Và xoa Indaka này chỉ dâng chút ít phẩm vật, vậy mà ông ấy sáng hơn hết thầy chúng con, như mặt trăng sáng hơn tất cả tinh tú. Khi Ankura nói như thế, Đức Phật hỏi Indaka: này Indaka, ngươi ngồi bên tay phải ta, vì sao ngươi ngồi đây mà không dời đi? Indaka đáp: bạch Thế Tôn, như một nông phu gieo một ít hột giống trên thửa ruộng tốt, con nhận phước lành này nhờ cúng dường đáng giá. Thế Tôn bảo: này Ankura, phải nhận xét trong khi cúng dường. Với phương cách đó, giống như gieo giống trên đất tốt, vì cúng dường được quả tốt. Nhưng ngươi không làm như thế, nên phước báo ngươi không đủ. Ngài nói kệ: cúng dường với sự xét đoán được quả đây, người như thế được sanh thiên. Như Lai khen ngợi sự cúng dường với óc phán đoán: nên cúng dường đến người xứng đáng nhất, sẽ gặp quả tốt như hạt giống gieo đất tốt. Ngài nói những câu pháp cú tiếp theo: cỏ làm hại ruộng vườn, tham làm hại đời người, bố thí người ly tham, do vậy được quả lớn. Cỏ làm hại ruộng vườn, sân làm hại người đời, bố thí người ly sân, do vậy được quả lớn.
Cỏ làm hại ruộng vườn, si làm hại người đời, bố thí người ly si, do vậy được quả lớn. Cỏ làm hại ruộng vườn, dục làm hại người đời, bố thí người ly dục, do vậy được quả lớn. Điều này không những trong kinh điển Nam Tông Nguyên Thủy, mà ngay trong kinh điển Đại Thừa Phát Triển cũng có nói đến vấn đề này. Như trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, chương thứ 11 nói: cho 100 người ác ăn không bằng cho một người thiện ăn, cho 1000 người thiện ăn không bằng cho một người thọ ngũ giới ăn, cho 1000 người thọ ngũ giới ăn không bằng cho một vị Tu Đà Hoàng ăn, cho 100 vị Tu Đà Hoàng ăn không bằng một vị Tư Đà Hàm ăn, cho 1000 vạn vị Tư Đà Hàm ăn không bằng một vị A Na Hàm ăn, cho 1000000 vị A Na Hàm ăn không bằng một vị A La Hán ăn, cho 10000000 vị A La Hán ăn không bằng cho một vị Bích Chi Phật ăn, cho 100000000 vị Bích Chi Phật ăn không bằng cho một vị Phật ba đời ăn, cho 1000000000 Phật vị ba đời ăn không bằng cho một vị vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng ăn. Nghĩa là cúng dường dù cho nhiều người mà không có đức hạnh gì không bằng cúng dường một bậc chân tu thạc đức hay người có phẩm vị cao hơn. Bố thí cho nhiều người không bằng bố thí cho một người biết làm lành lánh dữ và đã thọ tam quy ngũ giới theo Phật dạy. Nói tóm lại, cúng dường bố thí phải theo những điều kiện sau mới gặt hái được nhiều lợi lạc. 1. Vật bố thí hoàn toàn hợp pháp. 2. Tác ý thiện tâm, cả ba thời hoàn toàn trong sạch. 3. Người thọ nhận vật bố thí phải là bậc có giới đức hoàn toàn trong sạch. Bậc ấy phải là Đức Phật Toàn Giác hoặc Đức Phật Độc Giác hoặc bậc A-la-hán. Nếu đủ ba điều kiện này thì phước thiện mới có năng lực mạnh và nhiều. Thí chủ có ý nguyện nào thì ý nguyện ấy cũng dễ dàng được thành tựu. Trích trong Tìm Hiểu Phước Bố Thí của Tỳ Kheo Hộ Pháp. Nếu ta biết cách bố thí cúng dường thì được lợi lạc không cùng. Ta không nên chần chờ cân nhắc làm gì khi gặp bậc chân tu thạc đức, mà hãy mau phát tâm cúng dường ngay. Với tâm niệm hy sinh những gì mình có ở trong đời này, dù nghèo khổ, chỉ một ý niệm được thăng hoa thêm lên, hoặc ở ngay trong kiếp này hay chuyển sang kiếp sau và sau nữa. Như tiền kiếp của trưởng giả Ram, khi cúng dường Phật Độc Giác phần cơm duy nhất của ông trong lúc đói kém, ông nghĩ rằng: vì quá khứ ta không hề cúng dâng nên giờ này mới chịu nạn đói kinh khủng. Phần cơm này chỉ giúp ta sống một ngày. Nếu cúng dường Phật, ta sẽ thoát dòng sanh tử trong nhiều kiếp. Tạo phước đức nhiều như thế, nếu đầy đủ duyên lành, công thành quả mãn đưa đến, gặp Đức Phật ra đời, sẽ sớm thành tựu chánh quả không mong. Đó là câu chuyện có thật về chú Sa Di Sukha mới 7 tuổi mà đã chứng quả A-la-hán vào thời Đức Phật còn tại thế. Tiền thân của chú Sa Di này là một anh chàng nhà quê bán củi. Hôm đó, anh chở củi lên thành, để tiết kiệm anh đến nhà người bạn ở nhờ. Nhân dịp đó, anh được bạn dẫn đi xem cách ăn của chưởng khố Ganta. Ngửi mùi thức ăn thơm phức, anh nhà quê thèm quá nhờ bạn mình xin giùm. Chưởng khố không cho, anh bạn lại xin nữa và cho biết không ăn được thèm quá sẽ chết. Mặc chưởng khố vẫn từ chối. Sau nhiều lần xin quá, chưởng khố bắt buộc phải lên tiếng: này ông, mỗi miếng cơm đáng giá 100 tới 200 đồng đó, ai đòi cũng cho thì ta lấy gì ăn? Anh bạn vẫn cù nhây: ông chủ, người nhà quê không được miếng cơm của ông sẽ chết, xin ông cứu mạng hắn. Không được. À, nhưng mà để ta xem. Nếu thật vậy, hãy bảo hắn làm cho ta 3 năm, ta sẽ cho hắn bát cơm. Anh nhà quê đồng ý và làm mọi công việc rất trung thành. Dù ở nhà ở rừng, dù ngày dù đêm, dân trong thành gọi anh là người kiếm thức ăn, Bata Batika. Mãn hạn, viên quản gia đến báo cho ông chủ biết, không quên khen ngợi anh nhà quê. Chưởng cố ra lệnh cho anh 2000 đồng cho bữa ăn tối
1.000 đồng cho bữa ăn sáng, tất cả là 3.000 đồng. Và bảo mọi người trong nhà, trừ cô vợ yêu là Sintamani, ngày hôm ấy hầu hạ ông ta, xem như là ông chủ. Anh được tắm trong phòng tắm pha lê, ngồi ghế pha lê sau khi tắm, mặc y phục chưởng khố. Rồi Ganta sai người đánh trống trao rằng Bata Batika làm thuê cho trưởng phố Ganta để nhận một bát cơm. Hãy đến xem sự lộng lẫy quy hoàng trong bữa ăn bát cơm ấy của anh ta. Chỗ nào anh nhìn đến đều rúng động, xung quanh anh vũ nữ đứng phục vụ và gia nhân bưng cơm đặt trước mặt. Khi anh rửa tay thì một vị Phật độc giác đắp y ôm bát bay trên không và đặt chân xuống giữa hội chứng đứng trước mặt anh. Trước đó trên núi Ganta Madana xuất định sau 7 ngày, ngài đã thấy là anh có niềm tin, chịu ban ơn và sẽ được nhiều phước báo. Bata Batika hiểu rằng trưởng khố mời anh ta đến cho 1.000 đồng và xin anh ta chia phần phước đức sau khi bố thí số tiền ấy. Anh nhà quê bằng lòng và trưởng khố lại chia gia tài của mình ra làm hai, cho anh ta phân nửa. Nghe chuyện Bata Batika, vua dời anh đến, ban cho 1.000 đồng để đổi bình bát của anh, cho anh nhiều của cải và phong làm trưởng khố. Hai trưởng khố Bata Batika và Ganta kết bạn với nhau, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường. Mạng chung, Bata Batika sanh thiên, hưởng phước suốt thời gian giữa hai đức Phật. Thời Phật hiện tại tái sanh vào nhà một thí chủ của trưởng lão Xá Lợi Phất ở Xá Vệ, tên là Sunkha Kumara. Lớn lên được 7 tuổi, chú xin cha mẹ cho xuất gia theo tôn giả Xá Lợi Phất tu học và chứng quả A-La-Hán luôn trong năm đó. Qua câu chuyện kể trên, ta rút ra một bài học cho mình. Khi đã biết thân phận ta nghèo cùng là do đời trước ta không biết làm phước thiện, do đó ta nên suy nghĩ lại, hãy tận tâm tận lực làm phước thiện ngay trong kiếp sống này, không kể tài sản mình tạo ra là bao nhiêu, chỉ mong sao kiếp sau hoàn thiện hơn nhiều. Lúc đó của cải ta có dư thừa, mặc tình vừa hưởng thụ đúng theo pháp mà cũng vừa hết lòng cúng dường bố thí để dung bồi cội phước thêm lên. Đó chính là ta biết cách trồng cội phước đời này và đời sau vậy. Cũng là người như nhau, mà người này biết bố thí là được phước cho đời mình, mà người kia chỉ biết tận dụng những gì mình có được để hưởng thụ thôi. Thế nhưng, khi biết kết quả đáng khích lệ, người kia liền làm theo chủ đích của người này, nên cả hai đều thành tựu phước đức của mình. Sau đây là 4 loại sở đắc mà khi cúng dường được phước báo vô lượng. Về của cải, như một bậc A-la-hán hay vị chứng tam quả sau khi xuất định đáng nhận được của cải. Về tứ vật dụng, do sống liêm chánh và công bằng. Về trí tuệ, trí tuệ có được từ tri thức kết hợp với hỷ thọ, do bố thí cúng dường trong 3 thời quá khứ, hiện tại, vị lai. Về thần thông, sau thời gian thiền định, như vị Phật độc giác đã thi triển. Nói như vậy, không có nghĩa là bác bỏ không bố thí cho kẻ mồ côi, nghèo hèn hay kẻ ăn xin. Vì Phật có dạy rằng, bố thí cho con vật thức ăn còn có phước lành thay, huống gì là người ta. Phước đức do bố thí cúng dường được thành tựu như trên, đó là phước bố thí ngoại tài, nghĩa là những việc mình làm phước thiện bằng đồng tiền, tài sản riêng tư mình có đem bố thí. Song, đối với những ai không có ngoại tài như vậy, nhưng muốn cúng dường bố thí tạo phước lành, thì Phật dạy các bố thí nội tài. Cách bố thí này đơn giản là chính mình tạo tác, đem thân ra phục vụ một cách đắc lực bằng mồ hôi nước mắt, công lao vất vả của bản thân mình. Đối với xã hội, đó là việc làm công ích, còn ở trong đạo Phật, gọi đó là làm công quả. Thuở xưa, tiền thân của vua trời Đế Thích là một bằng chứng cụ thể về cách bố thí nội tài này. Chuyện ấy kể như sau. Xưa có một ông hoàng tên Manga sống trong làng Makala thuộc vương quốc Ma Kiệt Đà. Một hôm, ông đến chỗ buôn bán thị tứ, lấy dân gạt sạch bụi đất để có một chỗ đứng thoải mái.
nhưng một người khác lại đến đẩy ông ra chiếm chỗ. Thấy vị giận người ấy, ông kiếm một chỗ khác dọn sạch để đứng. Lại một người cũng đến đẩy ông ra chiếm chỗ. Ông dặn lòng đừng giận và lại tìm chỗ khác. Rồi hết người này đến người nọ tiếp tục đuổi ông đi. Ông nghĩ rằng những người này dường như khoái chí, việc làm của ông mang đến niềm vui cho họ, quả là một việc đáng làm. Việc làm này rất kỳ lạ và hy hữu. Vì sao? Trên thế gian này không ai không muốn chỉ hưởng thụ và hưởng thụ trên thành quả lao động của người khác. Khi bị chiếm đoạt bằng bất cứ lý do nào, họ cũng tỏ ra phản kháng quyết liệt, chứ không thể nhân nhượng cho không một cách vui vẻ và sẵn sàng như ông hoàng Manga này. Tuy nhiên, ai đó làm được việc như vậy, tức là đã biết bố thí cúng dường nội tài với tấm lòng chí thành rồi đó vậy. Hãy đọc tiếp. Hôm sau, ông mang cuốc dẹp dọn một khoảng đất rộng bằng sân phơi lúa, tức thì thiên hạ đến chiếm chỗ. Mùa lạnh, ông đốt lò sưởi ấm họ, vì thế đây là nơi mọi người thích đến. Rồi ông thấy có bổn phận phải làm một con đường bằng phẳng dễ đi, nên sáng sớm ông bắt đầu làm đường, chặt bỏ hết những cành cây vướng víu. Ông đã dành thì giờ để làm những việc như thế. Có người thấy như vậy bèn hỏi ông: "Thưa ngài, ngài đang làm gì thế?" "Tôi đang bước trên đường dẫn đến cõi trời." "Cho tôi cùng đi với." "Thưa ngài, hãy đi với tôi. Thiên đường là nơi an lạc cho nhiều người." Thấy hai người đang làm việc, người thứ ba đến và tương tự như trước xin gia nhập. Rồi người thứ tư, thứ năm, cuối cùng là đến người thứ 33. Họ dùng cuốc và triều làm một con đường dễ đi và bằng phẳng dài chừng 1-2 dặm. Đã biết cách làm phước bằng sức lực của mình, lại còn bày chỉ cho mọi người cùng làm theo nữa, thì phước báo ấy còn gì hơn. Thôn trưởng nghe tin đến xem xét việc họ làm và tỏ vẻ bực bội vì không kiếm chắc gì được cho riêng mình. Ông thuyết phục họ đừng làm nữa vì không phải là việc của người tại gia, và ông khuyên họ đi câu cá, săn thú rừng, hoặc dè chén say sưa, hoặc vui chơi thỏa thích. Nhưng họ không nghe ông, vẫn một mực làm con đường dẫn lên cõi trời. Thôn trưởng tức giận muốn phá họ, bèn tâu dối vua đó là bọn cướp. Vua truyền lệnh bắt 33 chàng trai cho voi chà. Trước cơn nguy khốn, Manga nhắn nhủ đồng bọn: "Các bạn, chúng ta không còn chỗ nào để ẩn náu ngoài lòng từ bi. Hãy để tâm an tĩnh, hãy yêu thương, đừng sân hận bất cứ ai. Nên rải tâm từ đến nhà vua, thôn trưởng và đến cả con voi sắp dẫm chân lên chúng ta. Thật là đáng kính cho những ai dù bị lâm vào cảnh nguy hiểm khốn cùng vẫn an nhiên, không khởi tâm sân hận mà còn trải lòng từ đến kẻ hãm hại mình." 33 chàng trai vâng lời thủ lãnh của họ. Sức mạnh của tình thương đã khiến con voi không dám đến gần họ. Vua nghe báo, tưởng rằng vì nhiều người nên voi không dám đến, nên ra lệnh phủ lên người họ tấm thảm dày. Nhưng từ xa, voi đã thối lui. Vua đoán biết chắc là có lý do gì đây, nên gọi họ lại xem có phải bọn họ là băng ăn cướp len lỏi trong rừng hay không. Được biết họ bị thôn trưởng vu oan, vua ra lệnh bắt thôn trưởng cùng với vợ con làm nô lệ cho họ, tặng một con voi để cưỡi và cả ngôi làng ấy để tùy nghi sử dụng. 33 chàng trai thấy rõ công đức mang đến lợi lạc ngay đời này, họ càng thêm phấn khởi, nên khi cưỡi voi về làng, họ bàn tính sẽ làm thêm nhiều công đức nữa. Cuối cùng, họ nhất trí xây dựng một nhà khách cho dân chúng tại ngã tư đường lớn, một tòa nhà an toàn và kiên cố. Họ mời chủ thầu đến giao việc và cấm không cho phụ nữ dự phần vào, vì họ đã dứt được lòng tham dục đối với phụ nữ. Lúc bấy giờ, có 4 bà ở trong nhà Manga là Quan Hỷ, Trầm Tư, Thiện Tánh và Thiện Sanh. Thiện Tánh bí mật đến gặp chủ thầu hối lộ để ông ta chạm câu: "Căn nhà này của Thiện Tánh, vào tháp nhọn trên mái nhà." Chủ thầu giữ được món bở, đồng ý ngay và cho hạ một cây khô, rồi đẽo, bào, khoan thành một tháp nhọn, xong quấn giải cất lại.
Khi căn nhà đã hoàn thành, đến ngày dựng tháp, chủ thầu giả bộ hoảng hốt tìm 33 chàng trai báo tin là còn thiếu cây tháp. Họ hối phải làm ngay, nhưng không thể làm với cây tươi được. Chủ thầu lúc đó bảo họ tốt nhất là đi tìm nhà nào đã làm sẵn tháp để bán. Họ tìm kiếm khắp nơi và chỉ trong nhà Thiện Tánh là có sẵn tháp. Họ chịu mua với giá 1.000 đồng. Nhưng Thiện Tánh không bán mà chỉ muốn góp phần vào công trình xây dựng. Các chàng trai ban đầu từ chối, diện vẫn không muốn cho phụ nữ tham gia. Nhưng sau bị chủ thầu thuyết phục là chỉ có cõi Phạm Thiên mới loại trừ đàn bà, nên họ nhận tháp để công trình sớm hoàn tất. Rồi họ chia căn nhà ra 3 phòng, một dành cho vua, một cho người nghèo và một cho người bệnh. Họ xây tiếp 33 chỗ ngồi, dặn con voi khi có khách đến ngồi vào chỗ nào thì mời khách đến nơi vị chủ của chỗ ngồi đó, để chủ làm bổn phận với khách như xoa bóp chân và lưng khách, dâng thức ăn cứng và mềm dọn chỗ ở, tức là làm tốt mọi việc phục vụ khách. Manga trồng một cây mun gần tòa nhà và xây một ghế đá dưới gốc cây. Khách vào tòa nhà, nhìn tháp nhọn đọc tên của Thiện Tánh đã khắc chạm vào đó, mà không thấy tên 33 chàng trai đâu cả. Quan Hỷ thấy Thiện Tánh khéo góp phần vào, trong khi mình chưa có gì hết, bèn nghĩ cách đào một hồ nước để cung cấp nước uống và nước tắm cho khách. Đến lượt Trầm Tư cũng vậy, biết rằng ai đã bước vào tòa nhà sau khi uống nước và tắm đều trang điểm vòng hoa trước khi đi ra, nên cho trồng một vườn hoa tráng lệ với nhiều hoa đẹp và trái quý, đến nỗi không ai bảo bông trái này chắc chắn là từ vườn hoa của Trầm Tư. Riêng phần Thiện Sanh là em họ và cũng là vợ của Manga, nên nghĩ rằng công đức của Manga nàng sẽ được hưởng lây, cũng như công đức của nàng Manga vẫn hưởng chung. Do đó nàng chẳng làm gì cả, chỉ lo trang điểm. Như vậy Manga người phụng dưỡng cha mẹ, tôn kính bậc trưởng thượng, nói sự thật, không lỗ mãng, không nói sau lưng, bỏ lòng tham, không nổi sân, tức là đã làm tròn 7 giới luật, nên được làm vua cõi trời 33 sau khi tái sanh. Các bạn đồng hành cũng đều sanh thiên nơi đó. Còn người chủ thầu thì làm trời Visakhanma ở cõi trời 33. Cung trời 33 này khoảng cách từ cổng đông sang cổng tây là 10.000 dặm, từ cổng bắc đến cổng nam cũng vậy. Cung trời có 1.000 tông tô điểm với vườn cảnh và hồ nước. Do quả báo từ việc xây cất nhà khách, nổi lên ngay giữa cung một điện cát tên là Chiến Thắng, cao 700 dặm, cờ phướng dài 300 dặm treo la liệt. Trên cột vàng treo cờ ngọc, trên cột ngọc treo cờ vàng, trên cột san hô treo cờ hổ phách, trên cột hổ phách treo cờ san hô, trên cột bằng 7 loại đá quý, treo cờ bằng 7 loại đá quý. Quả báo việc trồng cây mun khiến mọc lên cây san hô ôm 100 dặm. Quả báo của việc xây chỗ ngồi dưới gốc cây khiến hiện ra dưới gốc san hô một ngai bằng đá vàng. Màu vàng ửng đỏ giống như hoa lài, dài 60 dặm, rộng 50 dặm và dày 15 dặm. Khi Đế Thích ngồi lên ngai thì bị lún xuống một nửa, nếu đứng dậy thì trồi lên hết, vì được tái sinh làm trời Eravana. Vì cõi trời không có loài vật nên muốn đến vườn giải trí, voi phải bỏ thân trời hiện tướng voi trở lại, cao lớn cỡ 150 dặm. Voi Eravana làm ra 33 dải nước cho 33 chàng trai, mỗi cái chu vi 3/4 dặm. Đúng ngay trung tâm, voi tạo một bồn nước tên là Mỹ Lệ dành cho trời Đế Thích, chu vi 30 dặm. Bên trên có che một dòm làm toàn bằng ngọc quý rộng 12 dặm. Quanh dòm cách khoảng đều treo những lá cờ dài 1 dặm bằng 7 báo, một hàng chuông len keng dính vào biên dưới lá cờ. Mỗi khi gió thổi rung lên, một điệu nhạc êm dịu như âm thanh phát ra từ 5 loại nhạc cụ hay tiếng hòa của chư thiên. Giữa lầu cát đặt sẵn một giường bằng ngọc dài 1 dặm cho Đế Thích tựa mình trang trọng. Trong 33 dải nước của 33 vị trời, mỗi dải mọc lên 7 ngà voi. Mỗi cái dài 50 dặm
và chứa 7 hồ sen. Mỗi hồ sen nhô lên 7 cọng sen, mỗi cọng sen nở 7 hoa sen. Mỗi hoa có 7 nhánh, và trên 7 nhánh có 7 thiếu nữ đang múa. Như thế, trong phạm vi 50 dặm ở mọi phía đều có hội chúng nhảy múa lơ lửng trên vô số ngà voi. Vua Đế Thích đã thụ hưởng lạc thú sung mãn như vậy. Thiện tánh qua đời cũng tái sanh về cõi trời, đồng thời xuất hiện giảng đường thiện tánh. Nhà luận nghị của chư thiên rộng 900 dặm, đẹp không nơi nào bì kịp. Và tại đó, vào ngày thứ 8 hàng tháng có thuyết pháp. Từ đó trở đi, ai trông thấy nơi nào lộng lẫy cũng nói giống nhà nghị luận của chư thiên, tức giảng đường thiện tánh. Quan Hỷ và Trầm Tư đều sanh thiên, đồng thời hiện ra một hồ sen tên Quan Hỷ rộng 500 dặm và một khu rừng dây leo tên Trầm Tư rộng 500 dặm. Nhưng riêng thiện sanh tái sanh thành một con sếu ở trong hang núi, và nhờ Đế Thích khéo hướng dẫn, sau trở thành vợ của vua trời Đế Thích luôn. Đây mới là chuyện đáng thương. Chồng làm phước, chồng được phước, chứ không thể nhờ chồng làm phước mà vợ được hưởng lây. Song cũng nhờ chồng còn biết nghĩ tới mình mà ra ơn cứu giúp, nên mới thành tựu kiếp sống chung vui sau này. Như vậy, câu chuyện này cho ta thấy rằng ai làm phước nào thì người đó hưởng quả báo tương xứng đối với phước mình làm đó. Và nhất là tự mình làm mình hưởng, chứ không ai làm thế giùm cho ai được, dù là người thân của mình. Bố thí có 4 cách. Bố thí ngoại tài, nội tài như đã nói ở trên là 2. Kế tiếp là bố thí vô úy, tức là bố thí không sợ sệt. Cách bố thí này cũng giống như bố thí nội tài, nghĩa là tự mình dẫn dắt mọi người hay bất cứ chúng sanh nào cần đến đi qua chốn hiểm nguy sợ sệt được an toàn. Có khi qua một khu rừng hoang vắng có thú dữ, trộm cướp hay ma quỷ hoành hành, những nơi đó không ai dám bước chân tới. Song nhờ mình có đủ tư cách gan dạ anh hùng, nên sẵn sàng đem thân ra cứu giúp mà không đòi hỏi một yêu sách gì. Hoặc có khi gặp con đường lầy lội bùn dơ, đi sẽ bị lấm lem trượt té, mình ra công san bằng sạch sẽ cho mọi người cùng đi với tấm lòng hân hoan vui thích. Hoặc nơi nào con đường bị gai gốc lùm bụi chắn ngang đường, không thể nào dám qua được, mình xung phong vào dọn dẹp để thành con đường êm ả không chướng ngại. Đó chính là cách bố thí vô úy. Việc làm này được Đức Phật tán thán qua câu chuyện kể sau. Một buổi sáng sớm, người Bà La Môn ra khỏi thành, dừng lại chỗ các sa môn thường vấn y. Ông đứng quan sát. Chỗ ấy cỏ mọc cao rậm rạp. Khi một sa môn khoác y vào, chéo y quét qua cỏ, dính xương đẫm ướt. Ông tự nhủ, đám cỏ này phải được dọn sạch. Hôm sau, ông đem cuốc ra rẫy cỏ, dọn sạch chỗ đó, nó trở nên bằng phẳng quang đãng. Hôm sau nữa, ông lại đến quan sát. Khi các tỳ kheo khoác y vào, chéo y quét trên đất và dính bụi, ông nghĩ thầm, ta sẽ rải cát ở đây. Ông lại đem cát đến đổ cho sạch nơi đó. Vào một ngày, sáng sớm trời đã nóng bức, dịp ấy ông thấy các tỳ kheo mặc y mồ hôi đổ giọt. Người Bà La Môn nghĩ, ta sẽ cất một cái trại nơi đây. Lập tức ông che lên một cái lều cho các tỳ kheo. Lại ngày khác, sáng sớm trời đổ mưa, dịp này ông lại thấy các tỳ kheo bị tạt ướt. Ông nghĩ thầm, mình phải cất nhà mới được. Nghĩ là làm. Và khi ngôi nhà hoàn thành, ông tổ chức lễ khánh thành. Ông mời Phật và chúng tăng đến đó, mời ngồi bên trong và bên ngoài, rồi dâng thức ăn. Sau bữa ăn, ông cầm lấy bát của Đức Phật, xin Ngài hồi hướng công đức. Ông nói, Bạch Thế Tôn, khi con đứng nơi này, đầu tiên nhìn các tỳ kheo đắp y, con thấy như thế và đã làm như thế, như thế. Và bắt đầu từ khởi điểm, ông kể cho Phật nghe toàn bộ câu chuyện. Phật nghe xong nói, này Bà La Môn, người trí làm việc lành cũng vậy, hết lúc này đến lúc khác, từng việc một dứt bỏ những nghiệp xấu. Ngài nói kệ, bậc trí theo tuần tự, từng sát na trừ dần.
như thở vàng lọc bụi, trừ cấu uế nơi mình. Thứ tư là bố thí pháp. Bố thí pháp thật không giản đơn chỉ hiểu mà nói, mà còn phải thực hành như pháp đã nói. Cách bố thí này có hai. Thứ nhất là bố thí bằng lời nói, như những vị pháp sư chuyên giảng dạy những đề tài có ích cho thính chúng. Họ một khi đã nghe lọt tai rồi thì niềm tin về Tam Bảo ngày một sâu sắc và thực hành được kết quả lợi lạc lớn lao. Cách bố thí thứ hai là viết sách chỉ dẫn đường lối tu hành theo chánh pháp hay làm phước đạt đến quả vị như nguyện. Song việc làm phước thiện theo lời Phật dạy không phải chỉ mình làm, mà còn phải khuyến khích trợ giúp cho mọi người cùng làm thì quả báo mới to lớn được. Như Kinh Pháp Cú trong Phẩm Thế Gian Phật dạy: các cư sĩ, trên thế gian này ai bố thí nhưng không khuyến khích người khác bố thí, ở kiếp sau sẽ có phước báo về tài sản nhưng không có phước báo được nhiều người theo. Nếu không tự mình bố thí mà chỉ khuyên người khác bố thí thì sẽ có phước báo được nhiều người theo nhưng không có tài sản. Không tự mình bố thí và cũng không khuyên người bố thí thì sẽ không có phước báo nào hết. Nhưng người vừa tự bố thí vừa khuyên người khác bố thí sẽ nhận được cả hai phước báo về tài sản và tùy tùng. Và Phật còn khuyên bảo người già chưa biết làm phước thiện thì hãy mau mau làm để có chút tư lương cho đời này và đời sau. Như Phật dạy cho Takasila, một ông lão thợ bạc cả đời chẳng chịu làm phước, được các con ông khéo làm phước để hồi hướng phước thiện cho ông. Này ông lão, ông đã già nua, thân thể ông như lá héo úa. Ông không tạo việc lành để làm tư lương cho đời sau. Hãy tạo cho mình một chỗ an trụ, hãy làm người khôn ngoan, đừng làm kẻ si mê. Phật nói kệ, câu 235. Ngươi này giống lá héo, diêm sứ đang chờ ngươi. Ngươi đứng trước cửa chết, đường trường thiếu tư lương. Câu 236. Hãy tự làm hòn đảo, tinh cần gấp sáng suốt, trừ cấu uế thanh tịnh, đến thánh địa chư thiên. Đức Phật từ bi chỉ dạy làm phước thiện rõ ràng như vậy. Ngài còn nói, câu 122: chớ khinh chê điều thiện, cho rằng chưa đến mình. Như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người trí đầy thiện đức, do chất chứa dần dần. Và còn khuyên bảo việc thiện đã làm nên tiếp tục làm thêm. Câu 118: nếu người làm điều thiện nên tiếp tục làm thêm, hãy ước muốn điều thiện chứa thiện được an lạc. Đó là cách tự mình làm phước cho người. Tuy làm phước cho người là tốt, nhưng Đức Phật vẫn tán thán ca ngợi và khuyến khích chúng ta nên làm phần tự lợi này. Như bài Kinh Pháp Cú dạy như sau, câu 166: dầu lợi người bao nhiêu, chớ quên phần tự lợi. Nhờ thắng trí tự lợi, hãy chuyên tâm lợi mình. Vì đây là phần tu căn bản cho bản thân mình. Vậy tự làm phước cho chính mình là sao? Đó là những phương pháp trợ lực trực tiếp cho mình ngay trong kiếp hiện tại này được an lạc giải thoát. Người biết tu hành theo Phật là phải biết chuyên cần thực hành những pháp môn căn bản để tự lợi mình. Những pháp môn ấy là nghe kinh, tụng kinh, niệm Phật, trì chú, ngồi thiền, trì trai, giữ giới, mà phải chuyên tâm mới được thành tựu. Một người khi đã chọn cho mình một pháp môn tâm đắc hợp duyên với mình rồi thì chỉ cần chuyên tâm tí chí suốt đời, thế nào cũng được kết quả mong muốn. Giả sử số phần có hạn hữu đi chăng nữa, vẫn còn có phước báo tương xứng với phần công phu tu tập của mình. Vì đó là định luật nhân quả, và gieo nhân lành nào gặt quả tốt thế ấy. Nghe kinh thế nào mà được phước báo, và kết quả của việc nghe kinh ấy sẽ được lợi ích gì? Ta hãy nghe câu chuyện kể về tiền thân của 500 vị tỳ kheo trẻ là 500 con dơi nghe kinh mà được chuyển kiếp tu hành thành chánh quả. Truyện này trong Kinh Pháp Cú, Phẩm Phật Đà,
lúc Đức Phật lên cung trời 33 để an cư kiết hạ. Vào thời Đức Phật Ca Diếp, 500 tỳ kheo này là bầy dơi nhỏ. Chúng ở trong một động núi, và có hai thầy tỳ kheo cư ngụ trong ấy đọc tụng kinh A Tỳ Đàm. Chúng nghe âm thanh luận tạng khi bay chung quanh đó và đâm ra yêu thích âm thanh ấy. Với các câu: đây là các uẩn của chúng sanh, đây là các đại của chúng sanh, tuy chúng không hiểu ý nghĩa, nhưng vì yêu mến tiếng đọc tụng kinh, chúng được sanh thiên. Vào thời giữa Phật Ca Diếp và Thích Ca, họ ở cung trời hưởng khoái lạc và tái sanh vào xá vệ. Trong gia đình vọng tộc, do sự kính tinh và thần thông song hành, họ xuất gia theo Tôn giả Xá Lợi Phất và trở thành những người đầu tiên thông đạt thức giác chi. Đó là công đức nghe kinh được chuyển kiếp làm người, và nhờ có túc duyên lành ấy nên gặp Phật tu hành sớm được giác ngộ. Còn tụng kinh thì sao? Chẳng hạn như câu chuyện về một người đem hết cả đời chỉ chuyên tâm tụng kinh, và ngay trong gian phòng tụng kinh của người đó sẽ hiện biến tướng nhiệm màu. Gian phòng đó sáng rực rỡ trong đêm tối, lại còn được chư thiên tới tán qua cúng dường, cũng như hòa tấu các điệu nhạc trời theo tiếng gõ mõ tụng kinh nữa. Câu chuyện kể như sau. Có hai huynh đệ cùng học một thầy. Sư huynh muốn đi tham học các nơi để học hỏi mở rộng thêm kiến thức. Sư đệ ở nhà chỉ biết tụng kinh bái sám thôi, chứ không làm việc gì khác. Trải qua hơn 10 năm du học, sư huynh ôm một mớ kiến thức trở về thăm lại sư đệ của mình tu hành hiện giờ tới đâu rồi, và biết đâu mình về có thể giúp ích gì cho sư đệ chăng. Khi sư huynh hỏi thăm ra mới biết sư đệ suốt ngày chỉ lo việc tụng kinh bái sám, chứ không có gì mới mẻ. Sư huynh tỏ ra quá thất vọng cho sư đệ của mình. Sư huynh định bụng sẽ chia sẻ biết bao là kiến thức cho sư đệ để đền ơn tri ngộ. Và hôm đó vì mới đi về đường xá xa xôi nên sư huynh mệt mỏi muốn đi nghỉ sớm. Sư đệ như thường lệ, hôm ấy cũng như hôm nào, vẫn lặng lẽ thắp hương đốt đèn làm lễ tụng kinh một mình. Sư huynh đang nằm ngủ ngon, bỗng giật mình thức giấc, mở mắt lóng tai nghe sư đệ tụng kinh. Sư huynh hết sức ngạc nhiên khi nghe trong tiếng tụng kinh có những âm thanh kỳ lạ hòa theo nhịp kinh, thánh thoát du dương làm sao. Sư huynh mới choàng dậy qua chỗ tụng kinh của sư đệ, chợt thấy một cảnh tượng kỳ diệu xuất hiện. Trên không trung trong chánh điện, không biết qua từ đâu rơi xuống và thơm lừng, và nhất là cả gian phòng đều sáng rực thứ ánh sáng không phải do đèn dầu mà tạo nên được như vậy. Thấy cảnh giới kỳ diệu, sư huynh lúc này mới có ý niệm hồi tâm lại những gì mình đã suy nghĩ, và cảm thấy vô cùng hổ thẹn sau bao nhiêu năm tu học của mình. Tụng kinh mà được cảnh giới bất khả tư nghị như vậy, kể ra đâu phải ai ai cũng thực hành được. Đó chính là phước báo do tụng kinh thành tâm chiêu cảm nên vậy. Niệm Phật nếu đạt được nhất tâm bất loạn thì được Phật và Thánh chúng trước về cõi Phật ở Tây Phương. Về pháp môn ngồi thiền hay dù tu pháp môn nào, hễ nhất tâm vào định rồi sẽ có kết quả thù thắng theo từng cấp bậc thiền mà mình tu. Nghĩa là tu chứng tới quả nào thì sau khi chết được sanh vào cõi trời tương xứng với công phu tu tập của mình, mà hiện đời được an lạc nữa. Đó là nói đến pháp tu của phàm phu ngoại đạo mà còn thành tựu như vậy. Huống nữa là biết quy hướng về Tam Bảo Phật Pháp Tăng là ba ngôi báo ở thế gian. Bởi tu hành theo chánh pháp là đã hành ngộ biết bao nhiêu rồi, nhất là đưa đến quả vị an vui giải thoát ngay trong hiện đời như liệt vị thiền sư đã thể hiện. Giữ giới tinh chuyên thì được thiên thần hộ giới ủng hộ triệt để, như trường hợp Tổ Luật Sư Đạo Tuyên đã chứng minh vậy. Ngài đang đi vừa muốn dấp té, liền khi ấy có Thái tử Na Tra, con của Thứ Thiên Dương xuất hiện ngay tức thì để dìu dắt ngài liền. Còn nói về giữ năm giới cấm đối với hạng Phật tử tại gia, Phật dạy rất rõ. Khi mình giữ giới hoàn toàn thì không những ngay kiếp này được an vui hạnh phúc, mà kiếp sau sẽ sanh trở lại làm người sung sướng nữa. Năm giới cấm ấy là: không sát sanh, còn phải biết phóng sanh thì
thì tránh được bệnh tật, ốm đau. Không trộm cắp, phải biết bố thí để được giàu có của cải. Không tà dâm, phải biết giữ gìn chánh hành để được thân thể đẹp đẽ. Không nói dối, phải biết nói lời chân thật để người tin tưởng, kính trọng. Không uống rượu thì được thông minh trí tuệ. Và thập thiện, tức là 10 điều lành, nếu giữ trọn vẹn thì ngay đời này được nhiều lợi lạc, và sau khi chết được tái sanh lên cõi trời. 1. Không sát sanh. Từ bi không sát hại sanh mạng sẽ được khỏe mạnh trường thọ. 2. Không trộm cướp. Ngay thẳng, không lấy của người sẽ được giàu có an ổn. 3. Không tà dâm. Trong sạch không quan hệ bất chính sẽ được xinh đẹp, hạnh phúc. 4. Không nói dối. Chân thật, không dối gạt sẽ được quy thế tiếng tâm. 5. Không theo dệt. Trung thực không xảo ngôn sẽ được mọi người kính mến. 6. Không đâm thọc. Hòa hợp không nói lời ly gián sẽ được nhiều người ủng hộ. 7. Không nói lời thô ác. Hòa nhã, không cay nghiệt, không thô tục sẽ được cao sang. 8. Không sang tham, tức là rộng rãi, thí xả sẽ được vô lượng phước báo. 9. Không sân hận, tức là từ hòa nhẫn nại sẽ được vô lượng duyên lành. 10. Không si mê, tức là sáng suốt tỉnh giác sẽ được vô lượng trí tuệ. Trong Lục Tỳ Kheo có nói Ba La Đề Mộc Xoa, có nghĩa là giữ trong sạch giới nào thì riêng được giải thoát theo giới đó, nên còn gọi là biệt giải thoát là vậy. Qua những điều trên cho thấy, những gì mình làm trong kiếp hiện tại này đều có kết quả lợi ích cho riêng mình, nên nhà Phật gọi đó là làm phần tự lợi. Phần tự lợi này tức là gieo ruộng phước cho mình chứ không vì ai khác. Dù là loài người hay súc sinh cũng vậy, nếu chuyên tâm hành trì thì phước đức vẫn như nhau. Và trong kinh Phật cũng khuyên hàng Phật tử là nên bố thí và khuyến khích bố thí. Như trong tích truyền Pháp Cú Phẩm Ác có lần, dân chúng ở xá vệ họp từng nhóm cúng dường tăng đoàn của Phật. Khi hồi hướng công đức, Thế Tôn bảo: "Các cư sĩ, trên thế gian này ai bố thí nhưng không khuyến khích người khác bố thí, ở kiếp sau sẽ có phước báo về tài sản, nhưng không có phước báo được nhiều người theo. Nếu không tự mình bố thí mà chỉ khuyên người khác bố thí thì sẽ có phước báo được nhiều người theo, nhưng không có tài sản. Không tự mình bố thí mà cũng không khuyên người bố thí thì sẽ không có phước báo nào hết. Nhưng người vừa tự mình bố thí vừa khuyên người khác bố thí thì sẽ nhận được cả hai phước báo về tài sản và tùy tùng." Một điều đáng ghi nhớ là mình đã làm phước lành thì hãy đón nhận đó là một việc làm tốt đẹp trong nhân gian. Vì làm lành thì được quả báo lành, nhưng làm với tâm trạng vô tư, chứ không nên móng tâm mong cầu. Bởi như thế tức là tham lam, mà tham lam là trái với tư cách bố thí, nghĩa là xả bỏ. Cho nên, khi mong cầu mà đạt được mục đích thì hăng hái làm việc nghĩa tiếp. Trái lại, mong muốn mà không thỏa nguyện như ý thì dễ sanh tâm chán nản, đưa đến sự bất an cho chính mình. Rốt cuộc, nhân lành mà thành quả dữ hồi nào không hay. Đó là cái bệnh chung của việc làm lành mà ít ai chịu suy xét cho tường tận. Thật ra, trong giáo lý nhà Phật đề cập tới vấn đề nhân quả rất công bằng và cụ thể. Nhân quả thường xảy ra trong thời gian ba thời là quá khứ, hiện tại, vị lai. Có khi mình làm lành trong hiện tại mà được quả báo lành ngay trong hiện đời. Đó là do quả báo lành được thành tựu từ nhân lành có sẵn trong quá khứ, rồi còn sót lại mà nay mình tiếp tục thụ hưởng. Còn như việc làm lành trong đời này, tuy hoàn tất nhưng chưa được quả báo tương xứng như ý, tức là nó còn phải chờ đủ cơ hội hay nhân duyên hội tụ sẽ tự thành tựu thôi, chứ không mất đâu hết. Vì biết đâu nợ cũ chưa trả kịp ở đời trước, nay mình cố gắng trả cho xong. Nếu trả xong rồi, chắc chắn sẽ được quả báo lành đáp ứng ngay trong hiện đời thôi vậy. Như trong kinh Tăng Chi Bộ Phẩm Tế Đàn, Phật dạy rất rõ về điều này. Này Sariputta, ở đây ai bố thí không với tâm cầu mong
bố thí không với tâm trói buộc, bố thí không với mong cầu được chất chứa, bố thí không với ý nghĩ ta sẽ hưởng thọ cái này trong đời sau, bố thí không với ý nghĩ lành thay sự bố thí, bố thí không với ý nghĩ cái này đã được cho trong đời quá khứ, đã được tổ tiên làm trong quá khứ, ta không nên để truyền thống gia đình này bị bỏ quên. Bố thí không với ý nghĩ do ta bố thí vật bố thí này, tâm được tịnh tính, hỷ duyệt khởi lên. Nhưng vị ấy bố thí với ý nghĩ để trang nghiêm tâm, để trang bị tâm. Do vị ấy bố thí như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư thiên ở phạm chúng thiên, và khi vị ấy nghiệp được đoạn tận, thần lực ấy, danh tiếng ấy, quy quyền ấy được đoạn tận, vị ấy trở thành vị bất lai, không trở lui trạng thái này. Trong tích truyện Pháp Cú có nêu một câu chuyện về Tôn giả Mục Liên. Khi Tôn giả lên cõi trời thì gặp những vị trời hổ thẹn vì là một chút phước lành nhỏ mà được sanh lên thiên giới hưởng phước lạc ở cõi trời. Một hôm, Tôn giả Mục Liên đi dạo nơi cung trời, thấy một vị trời có thần lực rất lớn đang đứng trước cung điện của mình. Thiên thần ấy đến chào Tôn giả. Tôn giả hỏi: "Này thiên thần, ông có uy lực lớn, ông đã làm gì mà được như thế?" "Ồ, bạch ngài, xin đừng hỏi tôi. Vị trời này chỉ là một việc thiện nhỏ nên xấu hổ không muốn nói." Tôn giả cứ hỏi lại, yêu cầu nói cho nghe. Cuối cùng thiên thần nói: "Thưa Tôn giả, tôi không hề cúng dường, tôn kính hay nghe pháp. Tôi chỉ nói thật mà thôi." Tôn giả đến cung điện khác, hỏi một vài thiên nữ khác. Họ cố giấu việc mình làm nhưng không qua được Tôn giả. Một người nói: "Thưa Tôn giả, tôi không bố thí hay làm việc về tôn giáo, nhưng vào thời Phật Ca Diếp, tôi là đầy tớ của một ông chủ tàn bạo hà khắc. Ông ta chỉ có đánh đập, nhưng khi tư tưởng sân hận nổi lên, tôi tự an ủi mình rằng ông ấy là chủ mình, có thể bắt giam mình hoặc xẻo mũi mình hay xẻo bất cứ nơi nào, đừng giận dữ. Như thế tôi làm lắng dịu lòng mình, chỉ có thế tôi được phước quả này." Người khác nói: "Thưa Tôn giả, khi tôi đang canh chừng ruộng mía, tôi có cúng một cây mía cho một sa môn. Tôi cúng một Timbarasaka, một Elaluka, một Farusaka. Tôi cúng một nắm củ cải. Tất cả đều kết luận bằng cách ấy chúng tôi đạt được quả phước." Tôn giả trở về bạch Phật: "Bạch Thế Tôn, có phải người được sanh cõi trời chỉ vì đã nói thật, hay đã chế ngự cơn giận, hay bố thí một nắm đậu, vân vân? Vì sao ông hỏi ta điều ấy? Tất cả thiên thần đã chẳng kể rõ cho ông sao?" "Thưa dân, con tin rằng chỉ vài điều thiền nhỏ như thế cũng đủ sanh thiên." Phật dạy: "Này Mục Liên, chỉ với lời nói thật, chỉ với việc chế ngự cơn giận, hay tặng một quà nhỏ, người được sanh thiên." Ngài nói kệ, câu 224: "Nói thật không phẫn nộ, của ích thí người sinh, nhờ ba việc lành này, người đến gần thiên giới." Nói như vậy là đủ biết, gieo nhân duyên lành thì gặt được quả báo lành chứ không mất mát đi đâu. Chỉ là khi đạt được quả báo thấy như không tương xứng thì chớ nên tự phụ, tự hào, làm tổn phước của mình, mà hãy nghĩ rằng phước báo hiện thời mình có được là do đời trước mình gieo trồng thôi. Cuối cùng, thực ra mà nói, Đức Phật vì căn cơ và nghiệp duyên của mỗi chúng sanh sai khác nên Ngài có nhiều phương tiện giáo hóa như vậy. Chứ chỉ làm phước bố thí cúng dường không thôi, ấy không phải là mục tiêu duy nhất Phật muốn nhắm đến. Điều rút ráo mà Phật chủ trương là con đường đi đến giác ngộ giải thoát khổ đau trong ba cõi. Vì dù được sanh lên cõi trời hưởng thọ những phước mình tạo được có bao lâu chăng nữa, đến khi hết phước đó rồi, nếu không biết tu hành sẽ bị rơi lại trong ba đường ác, thì nguy hiểm biết chừng nào. Vì vậy, đối với Phật giáo, làm phước thiện chỉ là trợ duyên cho đời sống mình thăng hoa thêm lên. Bởi nếu xét kỹ trong tạng kinh Phật dạy, ta thấy
hầu như Ngài chỉ khuyến khích người Phật tử tại gia làm phước thôi, chứ ít nhắc đến những người tu hành xuất thế, mặc áo giải thoát. Nếu có thì là phước trí nhị nghiêm thân. Phật dạy làm phước đức. Làm người ai cũng muốn mình được giàu sang phú quý, chứ không ai muốn mình bần cùng hèn hạ. Nhưng sự thật trên đời không như mình mong muốn, kẻ giàu thì giàu thêm lên, còn người nghèo lại nghèo hoài. Tuy có lúc cũng có trường hợp ngoại lệ. Trường hợp ngoại lệ đó xảy ra trên thân phận của người giàu bỗng biến thành kẻ nghèo hèn một cách trớ trêu, và người nghèo bỗng trở thành kẻ giàu sang lạ thường. Thật ra, điều đó không có gì xa lạ. Nếu ta biết cuộc sống trên thế gian này hoàn toàn đều do luật nhân quả chi phối cả. Hơn nữa, sự thay đổi đó, hay nói thực tế hơn, số phận của người đó đối với kiếp hiện tại này âu cũng là do biết và không biết mà ra cả. Biết là biết gì, và không biết là không biết gì. Chẳng qua là biết hay không biết gieo trồng cội phước cho mình ở đời này và đời sau mà thôi. Vậy thì gieo trồng cội phước bằng cách nào để đời sống vui sướng giàu sang trọn vẹn mà không bị hoàn cảnh trái nghịch làm cho mình bị xa lầy khổ sở? Suy cho cùng, làm phước bằng hai cách là tự mình làm phước cho mọi người và tự làm phước cho chính mình. Tự mình làm phước cho mọi người là sao? Hay gọi là phần lợi tha là sao? Nghĩa là mình vì người khác mà làm lợi ích, mà phần này quan trọng nhất là bố thí cúng dường. Bố thí là một trong những hành nguyện của hàng Bồ Tát, đứng đầu trong 6 hoặc 10 hành ba la mật của Bồ Tát. Đây là công việc không chỉ riêng cho hàng xuất gia tu hành giải thoát buông xả, mà ngay cả hàng Phật tử tại gia và vượt cả hai hạng Phật tử của Phật nữa. Vì người ta ai cũng biết bố thí giúp đỡ người, tức là giúp đỡ cho chính mình. Song có một điều là họ hoàn toàn không hề hay biết rằng bố thí cúng dường như thế nào thì được lợi lạc, đó mới là quan trọng. Và còn phải tùy thuộc vào đối tượng cũng như hành động của người cho và người nhận nữa, thì cách bố thí ấy mới đem lại phước báo nhiều hay ít thôi. Đức Phật dạy cúng dường bằng tấm lòng chân thành cùng với người nhận cúng dường là bậc chân tu giải thoát thì không phước báo nào sánh được. Như Kinh Pháp Cú có dạy trong Phẩm Phật Đà, câu 195: cúng dường bậc đáng cúng, chư Phật hoặc đệ tử, các bậc vượt hí luận, đoạn diệt mọi sầu bi. Câu 196: cúng dường bậc như vậy, tịch tịnh không sợ hãi, các công đức như vậy, không ai lường trước được. Thật vậy, xin nêu ra hai câu chuyện cảm động trong tích truyện Pháp Cú để chứng minh rằng bất cứ ai thành tâm cúng dường đấng Chí Tôn đều được phước báo vô cùng tận. Có một bà lão nghèo, nghe tin vua A Xà Thế giàu có như vậy mà còn phát tâm cúng dường Phật cả ngàn ngọn đèn dầu. Bà nghĩ, sở dĩ mình hôm nay nghèo là do kiếp trước không biết bố thí làm phước lành. Vì vậy, bà quyết định cúng dường ngay trong lúc này. Bà thu vén toàn bộ gia tài vốn có của bà chỉ là 2 đồng bạc, liền đi mua dầu cúng dường Phật. Người bán dầu biết lòng thành của bà nên hảo tâm rót cho bà thêm 3 đồng dầu nữa. Được dầu, bà đem vào nhà cúng dường đèn dầu của vua A Xà Thế và phát nguyện rằng nếu bà sau này được thành chánh quả như bà mong muốn thì xin ngọn đèn cháy mãi không tắt. Thế là lời phát nguyện của bà được thành tựu, cháy mãi không tắt. Vì sáng hôm sau, Ngài Mục Kiền Liên thổi tắt hết tất cả các ngọn đèn của vua A Xà Thế, nhưng chỉ có ngọn đèn của bà, dù làm cách nào để dập tắt cũng không thể tắt được. Vua A Xà Thế hay tin mới thắc mắc hỏi: tại sao ta cúng dường cho Phật nhiều như vậy mà không được cảm ứng bằng bà lão nghèo kia chỉ có một ít đèn dầu? Đại thần Kỳ Bà mới đáp: bởi vì bệ hạ cúng dường mà không thành tâm. Cúng dường mà không tịnh tâm, dù cúng dường nhiều nhưng kết quả không được là bao, việc đó đành rành rồi vậy.
vì nó thể hiện tế nhị nơi lòng thành. Và hơn thế nữa, lòng thành khi phát ra thì phải mau mau thực hiện ngay lập tức, đừng chần chờ mà đánh mất đi cơ hội quý báu đem lại nhiều sự thăng hoa trong việc làm phước thiện, như trong kinh dạy. Câu 116: Hãy gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác. Ai chậm làm việc lành, y ưa thích việc ác. Người nào gặp việc lành mà không nhanh tay làm liền, đó là do ý còn vương vấn việc xấu ác. Với bài kệ trên, Đức Phật dạy nhân một câu chuyện của Bà La Môn tên là Tiểu Nhất Y. Bà La Môn Đại Nhất Y, thời Phật Tỳ Bà Thi, kiếp hiện tại tái sanh ở Xá Vệ tên Tiểu Nhất Y. Ông chỉ có độc một nội y, vợ ông cũng vậy, và cả hai xài chung một ngoại y. Như vậy, khi Bà La Môn hoặc vợ ra khỏi cửa thì người kia phải ở nhà. Một hôm người ta loan báo có thuyết pháp tại Tinh Xá, cả hai thỏa thuận đi nghe pháp, bà ban ngày còn ông ban đêm. Ngồi trước mặt Thế Tôn, toàn thân của ông quan hỷ uống từng giọt pháp, vì thế ông phát tâm cúng dường. Nhưng nếu dân y này đến Thế Tôn thì không còn ngoại y nào cho cả hai người. Một ngàn niệm ích kỷ không dân y nổi lên bên trong, thì có một niệm sùng tính lại muốn dân y. Hai bên tranh chấp lẫn nhau mãi cho đến khi canh một trôi qua và canh hai lại đến, và rồi ông vẫn chưa dân y lên Thế Tôn. Đến canh cuối, Bà La Môn nghĩ rằng hai canh đã trôi qua, nếu cứ dạng co mãi và nếu niệm vị kỷ gia tăng mạnh mẽ thì sẽ không nhức đầu ra khỏi bốn đường khổ. Do đó ông quyết cúng dường, lấy y đặt dưới chân Thế Tôn. Ông kêu to ba lần: Ta đã chiến thắng, ta đã chiến thắng, ta đã chiến thắng. Vua Ba Tư Nặc xứ Kosala tình cờ cũng dự thính, nghe thế ngạc nhiên, bảo quân lính hỏi chuyện, rồi thưởng cho ông một cặp y. Bà La Môn lại cũng dâng y này cho Thế Tôn, vua lại tặng ông gấp đôi, tức là lần thứ nhất hai bộ y, rồi bốn bộ, tám bộ, cuối cùng 16 bộ. Bà La Môn dâng hết cho Như Lai, nhà vua lại tặng 32 bộ còn lại. Dù Bà La Môn có dâng hết những gì ông có đến 100 lần, vua cũng vẫn đáp ứng tương xứng. Trong một tiền kiếp Đại Nhất Y giữ 2 bộ trong 64 bộ nhận được. Vua thấy Bà La Môn là một việc rất khó làm, nên ra lệnh tìm 2 cái mền trong phòng thiết triệu mang tặng ông. Mền đó trị giá đến 1.000 đồng. Bà La Môn tự thấy mình không xứng đáng đắp, nhưng mền đó thích hợp với giáo đoàn của Phật, nên ông lấy làm màn, một tấm treo trong hương thất để che giường của Thế Tôn, và một tấm treo trong nhà mình để che nơi các tỳ kheo thường đến thọ thực. Buổi tối, vua đến thăm Thế Tôn, nhận ra mền, hỏi Phật, thì ra là Tiểu Nhất Y cúng dường. Như vậy khi vua có niềm tin và hạnh phúc với niềm tin đó, thì người Bà La Môn này cũng vậy. Sau đó, vua tặng cho ông 4 voi, 4 ngựa, 4.000 đồng, 4 phụ nữ, 4 tỳ nữ và 4 ngôi làng tốt nhất. Được lợi dưỡng như vậy là quá tầm cỡ của người Bà La Môn này rồi, thật là quá sức tưởng tượng của ông ta. Thế nhưng, khi nghe các thầy tỳ kheo bàn tán về câu chuyện này, Đức Phật lại bảo: Các tỳ kheo, nếu Tiểu Nhất Y cúng dường cho ta vào canh đầu, ông đã nhận quà tặng mỗi thứ 16 cái. Nếu vào canh giữa, ông đã nhận mỗi thứ 8 cái. Nhưng vì để trễ đến canh cuối, nên ông chỉ nhận mỗi thứ 4 cái. Ai làm việc thiện đừng chần chờ, mà phải làm tức khắc. Một việc công đức làm chậm trễ đem lại phước báo cũng chậm trễ. Do đó, ta phải làm việc thiện ngay khi có sự thôi thúc trong lòng. Trong giáo pháp của Phật, dù là đại thừa hay tiểu thừa, cũng chỉ có một vị giải thoát là duy nhất. Cúng dường bậc đã lìa khỏi tham dục, sân hận, si mê, thì phước đức ấy không cùng tận. Đừng nói chỉ đối với Phật thôi mới đạt được những kết quả tương xứng như mong muốn khi vui cúng, mà ngay cả chính các vị đệ tử A-la-hán của Ngài cũng thành tựu những phước báo vô biên. Như ta đã biết, Tôn giả Maha-ca-diếp có tâm hạnh rất từ bi. Ngài luôn luôn nghĩ đến, thương tưởng đến những hạng người bần cùng trong xã hội.
Ngài chỉ đi khất thực ở những gia đình nghèo khổ thôi, là ý muốn gieo ruộng phước cho những người nghèo khổ này, cho họ có cơ hội thăng qua lên, bằng cách cúng dường Ngài mà thọ hưởng phước báo ở cõi cao sang hơn. Chuyện kể rằng, khi Tôn giả Đại Ca Diếp ngủ ở hang tiêu, Ngài nhập định 7 ngày rồi xuất định. Quan sát bằng thiên nhãn những nơi sắp đi khất thực, Ngài trông thấy một phụ nữ canh giữ cánh đồng đang rang những bông lúa vừa gom được, và biết người này có niềm tin, khôn ngoan và tháo giác, sẽ giúp đỡ Ngài và được phước báo nhiều. Rồi Ngài đắp y, ôm bát đến đứng gần ruộng lúa. Bà thấy Ngài phát tín tâm, toàn thân quan hỷ và nhanh nhẹn đi lấy gạo rang trút vào bình bát, xong đảnh lễ Ngài và ước nguyện: Bạch Tôn giả, xin cho con được tham dự vào giáo pháp mà Ngài đã thấy. Trưởng lão hứa khả, tín nữ chào Ngài và trở về, lòng cứ nghĩ đến sự cúng dường cho Ngài. Nhưng khi tín nữ bước trên đường dọc theo ruộng lúa, đến chỗ có con rắn độc trước đây không cắn được trưởng lão vì y vàng phủ kín chân, nó bò ra và cắn bà té sắp xuống đất, và bà đã chết trong tính tâm. Bà tái sinh lên cõi trời 33 như người ngủ thức dậy, trong một thiên cung bằng vàng rộng 33 dặm, dốc dáng cao bằng 3/4 dặm, mặc một thiên y dài 12 dặm làm nội y, và một thiên y bằng như thế làm ngoại y, với 1000 thiên nữ tùy tùng. Cổng chính thiên cung trang hoàng, có treo một bình vàng đầy hạt lúa bằng vàng do công đức kiếp trước dâng gạo rang cho trưởng lão Đại Ca Diếp. Cúng dường hay bố thí cũng vậy, phải biết chọn đối tượng cúng dường, coi đó là những ai nên cúng, và khi ấy cúng cho một vị, dù với số lượng ít ỏi theo lượng sức của mình, còn hơn cúng cho nhiều người. Nhiều năm với số lượng nhiều nhưng kết quả không được bao nhiêu, vì nhiều người mà vẫn hoàn toàn chất chứa tham sân si, dù họ có nhận bao nhiêu cũng không ích lợi cho mình lắm, bởi họ không chịu phản tỉnh và quy hướng vào Tam Bảo để tu hành đoạn trừ phiền não, mà chỉ làm cho họ thêm tham sân si thôi. Có chăng là chỉ cứu vớt họ trong lúc túng thiếu tức thời, rồi họ vẫn nghèo đói lại như cũ. Nếu cứ làm phước thiện bố thí cho họ hoài như vậy, dĩ nhiên là không đưa tới mục đích cao hơn, mà chỉ là gieo duyên thôi. Bởi lẽ bố thí cho họ cũng vẫn được phước như bố thí cho các loài hữu tình khác. Song nếu cúng dường cho bậc đã giải thoát, mình mới có may mắn tạo phước duyên lành để tiếp nối cho đời sau được tốt hơn, như chuyện vừa nêu trên. Hãy nghe Indaka nói bài kệ do vị thần này kinh nghiệm trong việc bố thí cúng dường. Như hột giống, mặc dù rất nhiều, gieo trên đất xấu, không gặt hái nhiều, không làm nông dân vui thích. Vật cúng dường dù nhiều, dân người ác, không gặt quả nhiều, không lợi ích cho người thí. Còn hột giống dù ít, gieo trên đất tốt, sẽ gặp nhiều kết quả, nông phu vui lòng. Như thế, cúng dường người đức hạnh, chính trực và thánh thiện, dù ít vẫn được kết quả tốt, phong nhiêu. Bài kệ này được ghi nhận rằng, nhân dịp Ngài A Nậu Lâu Đà đi khất thực, Indaka cúng dường Tôn giả một muỗng thức ăn của mình. Trong khi đó, Ankura đã đốt hàng ngàn lò sưởi trên quãng đường dài 12 dặm trong 12.000 năm và bố thí rất nhiều. Nhưng việc làm của Indaka được kết quả lớn hơn. Vì vậy nên khi Đức Thế Tôn đã lên cung trời 33, đã ngồi vào pháp tòa, chư thiên của 10.000 thế giới vây quanh và hầu tiếp Ngài. Trên cõi trời 33, khi Đức Phật đấng tôn quý của mọi loài ngồi dưới cội san hô trên tòa hoàng thạch, thần tiên 10.000 cõi tụ về và hầu tiếp. Đấng tối thắng ngồi nơi cao nhất của cõi trời, không ai chói sáng bằng Ngài, chỉ mình Ngài độc nhất rực rỡ ác chư thiên. Hoàng hậu Maya từ cõi trời đâu xuất đến, ngồi bên tay phải của Đức Phật. Trời Indaka cũng đến ngồi bên tay phải Phật, và trời Ankura đến ngồi bên tay trái Phật. Khi các vị trời đầy quyền lực đến dự hội, Ankura phải rời khỏi chỗ và ngồi một chỗ cách xa 12 dặm,
trong khi Indaka còn ngồi bên tay phải Phật. Thế Tôn quan sát cả hai. Ngài muốn dạy về phước báo lớn lao của sự cúng dường xứng đáng, nên bảo Ankura: Dù trong 10.000 năm, ngươi đã cho lập nên những lò sưởi trên suốt quãng đường dài 12 dặm và cúng dường vô số phẩm vật, sau thời gian dài ấy, bây giờ ngươi đến đây, nên trong chúng hội của ta lại ngồi xa ta nhất tới 12 dặm. Tại sao thế? Thế Tôn nhìn Ankura và Indaka, tuyên bố ai cúng dường giá trị. Ngài nói: Ankura, ngươi cúng dường vô số, vậy mà sau một thời gian dài, ngươi ngồi chỗ thật xa, hãy đến đây. Âm thanh ấy dội xuống mặt đất, dân chúng đang cắm trại dưới ấy đều được nghe. Được đấng đạo sư thức tỉnh, Ankura nói: Những thứ cúng dường ấy đã đem lại ích lợi gì cho con? Người xứng đáng được cúng chẳng đem lại phước báo gì ư? Và xoa Indaka này chỉ dâng chút ít phẩm vật, vậy mà ông ấy sáng hơn hết thầy chúng con, như mặt trăng sáng hơn tất cả tinh tú. Khi Ankura nói như thế, Đức Phật hỏi Indaka: Này Indaka, ngươi ngồi bên tay phải ta, vì sao ngươi ngồi đây mà không dời đi? Indaka đáp: Bạch Thế Tôn, như một nông phu gieo một ít hột giống trên thửa ruộng tốt, con nhận phước lành này nhờ cúng dường đáng giá. Thế Tôn bảo: Này Ankura, phải nhận xét trong khi cúng dường. Với phương cách đó, giống như gieo giống trên đất tốt, vì cúng dường được quả tốt. Nhưng ngươi không làm như thế, nên phước báo ngươi không đủ. Ngài nói kệ: Cúng dường với sự xét đoán được quả đây, người như thế được sanh thiên. Như Lai khen ngợi sự cúng dường với óc phán đoán, nên cúng dường đến người xứng đáng nhất sẽ gặp quả tốt như hạt giống gieo đất tốt. Ngài nói những câu pháp cú tiếp theo: Cỏ làm hại ruộng vườn, tham làm hại đời người, bố thí người ly tham, do vậy được quả lớn. Cỏ làm hại ruộng vườn, sân làm hại người đời, bố thí người ly sân, do vậy được quả lớn. Cỏ làm hại ruộng vườn, si làm hại người đời, bố thí người ly si, do vậy được quả lớn. Cỏ làm hại ruộng vườn, dục làm hại người đời, bố thí người ly dục, do vậy được quả lớn. Điều này không những trong kinh điển Nam Tông Nguyên Thủy, mà ngay trong kinh điển Đại Thừa Phát Triển cũng có nói đến vấn đề này. Như trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, chương thứ 11 nói: Cho 100 người ác ăn không bằng cho 1 người thiện ăn, cho 1.000 người thiện ăn không bằng cho 1 người thọ ngũ giới ăn, cho 1.000 người thọ ngũ giới ăn không bằng cho 1 vị Tu Đà Hoàng ăn, cho 100 vị Tu Đà Hoàng ăn không bằng 1 vị Tư Đà Hàm ăn, cho 1.000 vạn vị Tư Đà Hàm ăn không bằng 1 vị A Na Hàm ăn, cho 1 ức vị A Na Hàm ăn không bằng 1 vị A La Hán ăn, cho 10 ức vị A La Hán ăn không bằng cho 1 vị Bích Chi Phật ăn, cho 100 ức vị Bích Chi Phật ăn không bằng cho 1 vị Phật ba đời ăn, cho 1.000 ức Phật vị ba đời ăn không bằng cho 1 vị vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng ăn. Nghĩa là cúng dường dù cho nhiều người mà không có đức hạnh gì không bằng cúng dường một bậc chân tu thạc đức hay người có phẩm vị cao hơn. Bố thí cho nhiều người không bằng bố thí cho một người biết làm lành lánh dữ và đã thọ tam quy ngũ giới theo Phật dạy. Nói tóm lại, cúng dường bố thí phải theo những điều kiện sau mới gặt hái được nhiều lợi lạc. 1. Vật bố thí hoàn toàn hợp pháp. 2. Tác ý thiện tâm, cả ba thời hoàn toàn trong sạch. 3. Người thọ nhận vật bố thí phải là bậc có giới đức hoàn toàn trong sạch. Bậc ấy phải là Đức Phật Toàn Giác, hoặc Đức Phật Độc Giác, hoặc bậc A-la-hán. Nếu đủ ba điều kiện này,
thì phước thiện mới có năng lực mạnh và nhiều. Thí chủ có ý nguyện nào thì ý nguyện ấy cũng dễ dàng được thành tựu. Trích trong Tìm hiểu phước bố thí của Tỳ kheo Hộ Pháp. Nếu ta biết cách bố thí cúng dường thì được lợi lạc không cùng. Ta không nên chần chờ cân nhắc làm gì khi gặp bậc chân tu thạc đức, mà hãy mau phát tâm cúng dường ngay. Với tâm niệm hy sinh những gì mình có ở trong đời này, dù nghèo khổ, chỉ một ý niệm được thăng hoa thêm lên, hoặc ở ngay trong kiếp này hay chuyển sang kiếp sau và sau nữa. Như tiền kiếp của trưởng giả Ram khi cúng dường Phật Độc Giác, phần cơm duy nhất của ông trong lúc đói kém, ông nghĩ rằng: vì quá khứ ta không hề cúng dâng nên giờ này mới chịu nạn đói kinh khủng. Phần cơm này chỉ giúp ta sống một ngày. Nếu cúng dường Phật, ta sẽ thoát dòng sanh tử trong nhiều kiếp. Tạo phước đức nhiều như thế, nếu đầy đủ duyên lành, công thành quả mãn đưa đến, gặp Đức Phật ra đời, sẽ sớm thành tựu chánh quả không mong. Đó là câu chuyện có thật về chú Sa Di Sukha mới 7 tuổi mà đã chứng quả A-la-hán vào thời Đức Phật còn tại thế. Tiền thân của chú Sa Di này là một anh chàng nhà quê bán củi. Hôm đó, anh chở củi lên thành. Để tiết kiệm, anh đến nhà người bạn ở nhờ. Nhân dịp đó, anh được bạn dẫn đi xem cách ăn của chưởng khố Ganta. Ngửi mùi thức ăn thơm phức, anh nhà quê thèm quá, nhờ bạn mình xin giùm. Chưởng khố không cho, anh bạn lại xin nữa, và cho biết không ăn được thèm quá sẽ chết. Mặt chưởng khố vẫn từ chối. Sau nhiều lần xin quá, chưởng khố bắt buộc phải lên tiếng: này ông, mỗi miếng cơm đáng giá 100 tới 200 đồng đó, ai đòi cũng cho thì ta lấy gì ăn? Anh bạn vẫn cù nhây: ông chủ, người nhà quê không được miếng cơm của ông sẽ chết, xin ông cứu mạng hắn. Không được. À, nhưng mà để ta xem, nếu thật vậy, hãy bảo hắn làm cho ta 3 năm, ta sẽ cho hắn bát cơm. Anh nhà quê đồng ý và làm mọi công việc rất trung thành. Dù ở nhà ở rừng, dù ngày dù đêm, dân trong thành gọi anh là người kiếm thức ăn, Bata Batika. Mãn hạn, viên quản gia đến báo cho ông chủ biết, không quên khen ngợi anh nhà quê. Chưởng khố ra lệnh cho anh 2.000 đồng cho bữa ăn tối, 1.000 đồng cho bữa ăn sáng, tất cả là 3.000 đồng. Và bảo mọi người trong nhà, trừ cô vợ yêu là Sintamani, ngày hôm ấy hầu hạ ông ta, xem như là ông chủ. Anh được tắm trong phòng tắm pha lê, ngồi ghế pha lê sau khi tắm, mặc y phục chưởng khố. Rồi Ganta sai người đánh trống trao rằng Bata Batika làm thuê cho trưởng phố Ganta để nhận một bát cơm. Hãy đến xem sự lộng lẫy quy hoàng trong bữa ăn bát cơm ấy của anh ta. Chỗ nào anh nhìn đến đều rúng động. Xung quanh anh vũ nữ đứng phục vụ và gia nhân bưng cơm đặt trước mặt. Khi anh rửa tay thì một vị Phật Độc Giác đắp y ôm bát bay trên không và đặt chân xuống giữa hội chứng đứng trước mặt anh. Trước đó trên núi Ganta Madana xuất định sau 7 ngày, ngài đã thấy là anh có niềm tin, chịu ban ơn và sẽ được nhiều phước báo. Bata Batika hiểu rằng chưởng khố mời anh ta đến cho 1.000 đồng và xin anh ta chia phần phước đức sau khi bố thí số tiền ấy. Anh nhà quê bằng lòng và chưởng khố lại chia gia tài của mình ra làm hai, cho anh ta phân nửa. Nghe chuyện Bata Batika, vua dời anh đến, ban cho 1.000 đồng để đổi bình bát của anh, cho anh nhiều của cải và phong làm chưởng khố. Hai chưởng khố Bata Batika và Ganta kết bạn với nhau, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường. Mạng chung, Bata Batika sanh thiên, hưởng phước suốt thời gian giữa hai đức Phật. Thời Phật hiện tại tái sanh vào nhà một thí chủ của trưởng lão Xá Lợi Phất ở Xá Vệ, tên là Sunkha Kumara. Lớn lên được 7 tuổi, chú xin cha mẹ cho xuất gia theo tôn giả Xá Lợi Phất tu học và chứng quả A-la-hán luôn trong năm đó. Qua câu chuyện kể trên, ta rút ra một bài học cho mình. Khi đã biết thân phận ta nghèo cùng,
là do đời trước ta không biết làm phước thiện. Do đó, ta nên suy nghĩ lại, hãy tận tâm tận lực làm phước thiện ngay trong kiếp sống này, không kể tài sản mình tạo ra là bao nhiêu, chỉ mong sao kiếp sau hoàn thiện hơn nhiều. Lúc đó, của cải ta có dư thừa, mặc tình vừa hưởng thụ đúng theo pháp mà cũng vừa hết lòng cúng dường bố thí để dung bồi cội phước thêm lên. Đó chính là ta biết cách trồng cội phước đời này và đời sau vậy. Cũng là người như nhau, mà người này biết bố thí là được phước cho đời mình, mà người kia chỉ biết tận dụng những gì mình có được để hưởng thụ thôi. Thế nhưng, khi biết kết quả đáng khích lệ, người kia liền làm theo chủ đích của người này, nên cả hai đều thành tựu phước đức của mình. Sau đây là bốn loại sở đắc mà khi cúng dường được phước báo vô lượng. Về của cải, như một bậc A-la-hán hay vị chứng tam quả sau khi xuất định đáng nhận được của cải. Về tứ vật dụng, do sống liêm chánh và công bằng. Về trí tuệ, trí tuệ có được từ tri thức kết hợp với hỷ thọ, do bố thí cúng dường trong ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai. Về thần thông, sau thời gian thiền định, như vị Phật độc giác đã thi triển. Nói như vậy, không có nghĩa là bác bỏ không bố thí cho kẻ mồ côi, nghèo hèn hay kẻ ăn xin. Vì Phật có dạy rằng, bố thí cho con vật thức ăn còn có phước lành thay, huống gì là người ta. Phước đức do bố thí cúng dường được thành tựu như trên, đó là phước bố thí ngoại tài, nghĩa là những việc mình làm phước thiện bằng đồng tiền, tài sản riêng tư mình có đem bố thí. Song, đối với những ai không có ngoại tài như vậy, nhưng muốn cúng dường bố thí tạo phước lành, thì Phật dạy các bố thí nội tài. Cách bố thí này đơn giản là chính mình tạo tác, đem thân ra phục vụ một cách đắc lực bằng mồ hôi nước mắt, công lao vất vả của bản thân mình. Đối với xã hội, đó là việc làm công ích, còn ở trong đạo Phật, gọi đó là làm công quả. Thuở xưa, tiền thân của vua trời Đế Thích là một bằng chứng cụ thể về cách bố thí nội tài này. Chuyện ấy kể như sau. Xưa có một ông hoàng tên Manga, sống trong làng Makala thuộc vương quốc Ma Kiệt Đà. Một hôm, ông đến chỗ buôn bán thị tứ, lấy dân gạt sạch bụi đất để có một chỗ đứng thoải mái. Nhưng một người khác lại đến đẩy ông ra chiếm chỗ. Thấy vị giận người ấy, ông kiếm một chỗ khác dọn sạch để đứng. Lại một người cũng đến đẩy ông ra chiếm chỗ. Ông dặn lòng đừng giận và lại tìm chỗ khác. Rồi hết người này đến người nọ tiếp tục đuổi ông đi. Ông nghĩ rằng những người này dường như khoái chí, việc làm của ông mang đến niềm vui cho họ, quả là một việc đáng làm. Việc làm này rất kỳ lạ và hy hữu. Vì sao? Trên thế gian này, không ai không muốn chỉ hưởng thụ và hưởng thụ trên thành quả lao động của người khác. Khi bị chiếm đoạt bằng bất cứ lý do nào, họ cũng tỏ ra phản kháng quyết liệt, chứ không thể nhân nhượng cho không một cách vui vẻ và sẵn sàng như ông hoàng Manga này. Tuy nhiên, ai đó làm được việc như vậy, tức là đã biết bố thí cúng dường nội tài với tấm lòng chí thành rồi đó vậy. Hãy đọc tiếp. Hôm sau, ông mang cuốc dẹp dọn một khoảng đất rộng bằng sân phơi lúa, tức thì thiên hạ đến chiếm chỗ. Mùa lạnh, ông đốt lò sưởi ấm họ, vì thế đây là nơi mọi người thích đến. Rồi ông thấy có bổn phận phải làm một con đường bằng phẳng dễ đi, nên sáng sớm ông bắt đầu làm đường, chặt bỏ hết những cành cây vướng víu. Ông đã dành thì giờ để làm những việc như thế. Có người thấy như vậy bèn hỏi ông: "Thưa ngài, ngài đang làm gì thế?" "Tôi đang bước trên đường dẫn đến cõi trời. Cho tôi cùng đi với." "Thưa ngài, hãy đi với tôi. Thiên đường là nơi an lạc cho nhiều người." Thấy hai người đang làm việc, người thứ ba đến và tương tự như trước xin gia nhập. Rồi người thứ tư, thứ năm, cuối cùng là đến người thứ 33. Họ dùng cuốc và triều làm một con đường dễ đi và bằng phẳng dài chừng 1-2 dặm. Đã biết cách làm phước bằng sức lực của mình, lại còn bày chỉ cho mọi người cùng làm theo nữa, thì phước báo ấy còn gì hơn.
Thôn trưởng nghe tin đến xem xét việc họ làm và tỏ vẻ bực bội vì không kiếm chắc gì được cho riêng mình. Ông thuyết phục họ đừng làm nữa vì không phải là việc của người tại gia, và ông khuyên họ đi câu cá, săn thú rừng, hoặc dè chén say sưa, hoặc vui chơi thỏa thích. Nhưng họ không nghe ông, vẫn một mực làm con đường dẫn lên cõi trời. Thôn trưởng tức giận muốn phá họ, bèn tâu dối vua đó là bọn cướp. Vua truyền lệnh bắt 33 chàng trai cho voi chà. Trước cơn nguy khốn, Manga nhắn nhủ đồng bọn: các bạn, chúng ta không còn chỗ nào để ẩn náu ngoài lòng từ bi. Hãy để tâm an tĩnh, hãy yêu thương, đừng sân hận bất cứ ai. Nên rải tâm từ đến nhà vua, thôn trưởng và đến cả con voi sắp dẫm chân lên chúng ta. Thật là đáng kính cho những ai dù bị lâm vào cảnh nguy hiểm khốn cùng vẫn an nhiên, không khởi tâm sân hận mà còn trải lòng từ đến kẻ hãm hại mình. 33 chàng trai vâng lời thủ lãnh của họ. Sức mạnh của tình thương đã khiến con voi không dám đến gần họ. Vua nghe báo tưởng rằng vì nhiều người nên voi không dám đến, nên ra lệnh phủ lên người họ tấm thảm dày. Nhưng từ xa voi đã thối lui. Vua đoán biết chắc là có lý do gì đây, nên gọi họ lại xem có phải bọn họ là băng ăn cướp len lỏi trong rừng hay không. Được biết họ bị thôn trưởng vu oan, vua ra lệnh bắt thôn trưởng cùng với vợ con làm nô lệ cho họ, tặng một con voi để cưỡi và cả ngôi làng ấy để tùy nghi sử dụng. 33 chàng trai thấy rõ công đức mang đến lợi lạc ngay đời này, họ càng thêm phấn khởi, nên khi cưỡi voi về làng, họ bàn tính sẽ làm thêm nhiều công đức nữa. Cuối cùng, họ nhất trí xây dựng một nhà khách cho dân chúng tại ngã tư đường lớn, một tòa nhà an toàn và kiên cố. Họ mời chủ thầu đến giao việc và cấm không cho phụ nữ dự phần vào, vì họ đã dứt được lòng tham dục đối với phụ nữ. Lúc bấy giờ, có bốn bà ở trong nhà Manga là Quan Hỷ, Trầm Tư, Thiện Tánh và Thiện Sanh. Thiện Tánh bí mật đến gặp chủ thầu hối lộ để ông ta chạm câu: căn nhà này của Thiện Tánh, vào tháp nhọn trên mái nhà. Chủ thầu giữ được món bở, đồng ý ngay và cho hạ một cây khô, rồi đẽo, bào, khoan thành một tháp nhọn, xong quấn vải cất lại. Khi căn nhà đã hoàn thành, đến ngày dựng tháp, chủ thầu giả bộ hoảng hốt tìm 33 chàng trai báo tin là còn thiếu cây tháp. Họ hối phải làm ngay, nhưng không thể làm với cây tươi được. Chủ thầu lúc đó bảo họ tốt nhất là đi tìm nhà nào đã làm sẵn tháp để bán. Họ tìm kiếm khắp nơi và chỉ trong nhà Thiện Tánh là có sẵn tháp. Họ chịu mua với giá 1.000 đồng. Nhưng Thiện Tánh không bán mà chỉ muốn góp phần vào công trình xây dựng. Các chàng trai ban đầu từ chối, diện vẫn không muốn cho phụ nữ tham gia. Nhưng sau bị chủ thầu thuyết phục là chỉ có cõi Phạm Thiên mới loại trừ đàn bà, nên họ nhận tháp để công trình sớm hoàn tất. Rồi họ chia căn nhà ra 3 phòng, một dành cho vua, một cho người nghèo và một cho người bệnh. Họ xây tiếp 33 chỗ ngồi, dặn con voi khi có khách đến ngồi vào chỗ nào thì mời khách đến nơi vị chủ của chỗ ngồi đó, để chủ làm bổn phận với khách như xoa bóp chân và lưng khách, dâng thức ăn cứng và mềm dọn chỗ ở, tức là làm tốt mọi việc phục vụ khách. Manga trồng một cây mung gần tòa nhà và xây một ghế đá dưới gốc cây. Khách vào tòa nhà nhìn tháp nhọn, đọc tên của Thiện Tánh đã khắc chạm vào đó mà không thấy tên 33 chàng trai đâu cả. Quan Hỷ thấy Thiện Tánh khéo góp phần vào trong khi mình chưa có gì hết, bèn nghĩ cách đào một hồ nước để cung cấp nước uống và nước tắm cho khách. Đến lượt Trầm Tư cũng vậy, biết rằng ai đã bước vào tòa nhà sau khi uống nước và tắm đều trang điểm vòng hoa trước khi đi ra, nên cho trồng một vườn hoa tráng lệ với nhiều hoa đẹp và trái quý, đến nỗi không ai bảo bông trái này chắc chắn là từ vườn hoa của Trầm Tư. Riêng phần Thiện Sanh là em họ và cũng là vợ của Manga, nên nghĩ rằng công đức của Manga nàng sẽ được hưởng lây, cũng như công đức của nàng Manga vẫn hưởng chung. Do đó nàng chẳng làm gì cả, chỉ lo trang điểm.
Như vậy, Manga người phụng dưỡng cha mẹ, tôn kính bậc trưởng thượng, nói sự thật, không lỗ mãng, không nói sau lưng, bỏ lòng tham, không nổi sân, tức là đã làm tròn bảy giới luật, nên được làm vua cõi trời 33 sau khi tái sanh. Các bạn đồng hành cũng đều sanh thiên nơi đó. Còn người chủ thầu thì làm trời Visakanma ở cõi trời 33. Cung trời 33 này khoảng cách từ cổng đông sang cổng tây là 10.000 dặm, từ cổng bắc đến cổng nam cũng vậy. Cung trời có 1.000 tông, tô điểm với giường cảnh và hồ nước. Do quả báo từ việc xây cất nhà khách, nổi lên ngay giữa cung một điện cát tên là Chiến Thắng, cao 700 dặm, cờ phướng dài 300 dặm treo la liệt. Trên cột vàng treo cờ ngọc, trên cột ngọc treo cờ vàng, trên cột san hô treo cờ hổ phách, trên cột hổ phách treo cờ san hô, trên cột bằng 7 loại đá quý, treo cờ bằng 7 loại đá quý. Quả báo việc trồng cây mung khiến mọc lên cây san hô ôm 100 dặm. Quả báo của việc xây chỗ ngồi dưới gốc cây khiến hiện ra dưới gốc san hô một ngai bằng đá vàng. Màu vàng ửng đỏ giống như hoa lài, dài 60 dặm, rộng 50 dặm và dày 15 dặm. Khi Đế Thích ngồi lên ngai thì bị lún xuống một nửa, nếu đứng dậy thì trồi lên hết, vì được tái sinh làm trời Eravana. Vì cõi trời không có loài vật nên muốn đến giường giải trí, voi phải bỏ thân trời hiện tướng voi trở lại, cao lớn cỡ 150 dặm. Voi Eravana làm ra 33 dải nước cho 33 chàng trai, mỗi cái chu vi 3/4 dặm. Đúng ngay trung tâm, voi tạo một bồn nước tên là Mỹ Lệ dành cho trời Đế Thích, chu vi 30 dặm. Bên trên có che một dòm làm toàn bằng ngọc quý rộng 12 dặm. Quanh dòm cách khoảng đều, treo những lá cờ dài một dặm bằng 7 báo. Một hàng chuông len keng dính vào biên dưới lá cờ. Mỗi khi gió thổi rung lên, một điệu nhạc êm dịu như âm thanh phát ra từ năm loại nhạc cụ hay tiếng hòa của chư thiên. Giữa lầu cát đặt sẵn một giường bằng ngọc dài một dặm cho Đế Thích tựa mình trang trọng. Trong 33 dải nước của 33 vị trời, mỗi dải mọc lên 7 ngà voi. Mỗi cái dài 50 dặm và chứa 7 hồ sen. Mỗi hồ sen nhô lên 7 cọng sen. Mỗi cọng sen nở 7 hoa sen. Mỗi hoa có 7 nhánh, và trên 7 nhánh có 7 thiếu nữ đang múa. Như thế, trong phạm vi 50 dặm ở mọi phía đều có hội chúng nhảy múa lơ lửng trên vô số ngà voi. Vua Đế Thích đã thụ hưởng lạc thú sung mãn như vậy. Thiện tánh qua đời cũng tái sanh về cõi trời, đồng thời xuất hiện giảng đường thiện tánh. Nhà luận nghị của chư thiên rộng 900 dặm, đẹp không nơi nào bì kịp. Và tại đó, vào ngày thứ 8 hàng tháng có thuyết pháp. Từ đó trở đi, ai trông thấy nơi nào lộng lẫy cũng nói giống nhà nghị luận của chư thiên, tức giảng đường thiện tánh. Quan Hỷ và Trầm Tư đều sanh thiên, đồng thời hiện ra một hồ sen tên Quan Hỷ rộng 500 dặm và một khu rừng dây leo tên Trầm Tư rộng 500 dặm. Nhưng riêng thiện sanh tái sanh thành một con sếu ở trong hang núi, và nhờ Đế Thích khéo hướng dẫn, sau trở thành vợ của vua trời Đế Thích luôn. Đây mới là chuyện đáng thương. Chồng làm phước, chồng được phước, chứ không thể nhờ chồng làm phước mà vợ được hưởng lây. Song cũng nhờ chồng còn biết nghĩ tới mình mà ra ơn cứu giúp, nên mới thành tựu kiếp sống chung vui sau này. Như vậy, câu chuyện này cho ta thấy rằng ai làm phước nào thì người đó hưởng quả báo tương xứng đối với phước mình làm đó. Và nhất là tự mình làm mình hưởng, chứ không ai làm thế giùm cho ai được, dù là người thân của mình. Bố thí có bốn cách. Bố thí ngoại tài, nội tài như đã nói ở trên là hai. Kế tiếp là bố thí vô úy, tức là bố thí không sợ sệt. Cách bố thí này cũng giống như bố thí nội tài, nghĩa là tự mình dẫn dắt mọi người hay bất cứ chúng sanh nào cần đến đi qua chốn hiểm nguy sợ sệt được an toàn. Có khi qua một khu rừng hoang vắng có thú dữ, trộm cướp
hay ma quỷ hoành hành, những nơi đó không ai dám bước chân tới. Song nhờ mình có đủ tư cách gan dạ anh hùng, nên sẵn sàng đem thân ra cứu giúp mà không đòi hỏi một yêu sách gì. Hoặc có khi gặp con đường lầy lội bùn dơ, đi sẽ bị lấm lem trượt té, mình ra công san bằng sạch sẽ cho mọi người cùng đi với tấm lòng hân hoan vui thích. Hoặc nơi nào con đường bị gai gốc lùm bụi chắn ngang đường, không thể nào dám qua được, mình xung phong vào dọn dẹp để thành con đường êm ả không chướng ngại. Đó chính là cách bố thí vô úy. Việc làm này được Đức Phật tán thán qua câu chuyện kể sau. Một buổi sáng sớm, người Bà La Môn ra khỏi thành, dừng lại chỗ các sa môn thường vấn y. Ông đứng quan sát. Chỗ ấy cỏ mọc cao rậm rạp. Khi một sa môn khoác y vào, chéo y quét qua cỏ, dính xương đẫm ướt. Ông tự nhủ, đám cỏ này phải được dọn sạch. Hôm sau, ông đem cuốc ra rẫy cỏ, dọn sạch chỗ đó, nó trở nên bằng phẳng quang đãng. Hôm sau nữa, ông lại đến quan sát. Khi các tỳ kheo khoác y vào, chéo y quét trên đất và dính bụi, ông nghĩ thầm, ta sẽ rải cát ở đây. Ông lại đem cát đến đổ cho sạch nơi đó. Vào một ngày, sáng sớm trời đã nóng bức, dịp ấy ông thấy các tỳ kheo mặc y, mồ hôi đổ giọt. Người Bà La Môn nghĩ, ta sẽ cất một cái trại nơi đây. Lập tức, ông che lên một cái lều cho các tỳ kheo. Lại ngày khác, sáng sớm trời đổ mưa, dịp này ông lại thấy các tỳ kheo bị tạt ướt. Ông nghĩ thầm, mình phải cất nhà mới được. Nghĩ là làm. Và khi ngôi nhà hoàn thành, ông tổ chức lễ khánh thành. Ông mời Phật và chúng tăng đến đó, mời ngồi bên trong và bên ngoài, rồi dâng thức ăn. Sau bữa ăn, ông cầm lấy bát của Đức Phật, xin Ngài hồi hướng công đức. Ông nói, Bạch Thế Tôn, khi con đứng nơi này, đầu tiên nhìn các tỳ kheo đắp y, con thấy như thế và đã làm như thế, như thế. Và bắt đầu từ khởi điểm, ông kể cho Phật nghe toàn bộ câu chuyện. Phật nghe xong nói, này Bà La Môn, người trí làm việc lành cũng vậy, hết lúc này đến lúc khác, từng việc một dứt bỏ những nghiệp xấu. Ngài nói kệ, bậc trí theo tuần tự, từng sát na trừ dần, như thở vàng lọc bụi, trừ cấu uế nơi mình. Thứ tư là bố thí pháp. Bố thí pháp thật không giản đơn chỉ hiểu mà nói, mà còn phải thực hành như pháp đã nói. Cách bố thí này có hai. Thứ nhất là bố thí bằng lời nói, như những vị pháp sư chuyên giảng dạy những đề tài có ích cho thính chúng. Họ một khi đã nghe lọt tai rồi thì niềm tin về Tam Bảo ngày một sâu sắc và thực hành được kết quả lợi lạc lớn lao. Cách bố thí thứ hai là viết sách chỉ dẫn đường lối tu hành theo chánh pháp hay làm phước đạt đến quả vị như nguyện. Song việc làm phước thiện theo lời Phật dạy không phải chỉ mình làm, mà còn phải khuyến khích trợ giúp cho mọi người cùng làm thì quả báo mới to lớn được. Như Kinh Pháp Cú trong Phẩm Thế Gian Phật dạy, các cư sĩ, trên thế gian này ai bố thí nhưng không khuyến khích người khác bố thí, ở kiếp sau sẽ có phước báo về tài sản nhưng không có phước báo được nhiều người theo. Nếu không tự mình bố thí mà chỉ khuyên người khác bố thí thì sẽ có phước báo được nhiều người theo nhưng không có tài sản. Không tự mình bố thí và cũng không khuyên người bố thí thì sẽ không có phước báo nào hết. Nhưng người vừa tự bố thí vừa khuyên người khác bố thí sẽ nhận được cả hai phước báo về tài sản và tùy tùng. Và Phật còn khuyên bảo người già chưa biết làm phước thiện thì hãy mau mau làm để có chút tư lương cho đời này và đời sau. Như Phật dạy cho Takasila, một ông lão thợ bạc cả đời chẳng chịu làm phước, được các con ông khéo làm phước để hồi hướng phước thiện cho ông. Này ông lão, ông đã già nua, thân thể ông như lá héo úa. Ông không tạo việc lành để làm tư lương cho đời sau. Hãy tạo cho mình một chỗ an trụ, hãy làm người khôn ngoan, đừng làm kẻ si mê. Phật nói kệ,
câu 235. Người này giống lá héo, diêm sứ đang chờ ngươi. Ngươi đứng trước cửa chết, đường trường thiếu tư lương. Câu 236. Hãy tự làm hòn đảo, tinh cần gấp sáng suốt, trừ cấu uế thanh tịnh, đến thánh địa chư thiên. Đức Phật từ bi chỉ dạy làm phước thiện rõ ràng như vậy. Ngài còn nói, câu 122. Chớ khinh chê điều thiện, cho rằng chưa đến mình. Như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người trí đầy thiện đức, do chất chứa dần dần. Và còn khuyên bảo việc thiện đã làm, nên tiếp tục làm thêm. Câu 118. Nếu người làm điều thiện, nên tiếp tục làm thêm. Hãy ước muốn điều thiện, chứa thiện được an lạc. Đó là cách tự mình làm phước cho người. Tuy làm phước cho người là tốt, nhưng Đức Phật vẫn tán thán ca ngợi và khuyến khích chúng ta nên làm phần tự lợi này, như bài kinh Pháp Cú dạy như sau. Câu 166. Dầu lợi người bao nhiêu, chớ quên phần tự lợi. Nhờ thắng trí tự lợi, hãy chuyên tâm lợi mình. Vì đây là phần tu căn bản cho bản thân mình. Vậy tự làm phước cho chính mình là sao? Đó là những phương pháp trợ lực trực tiếp cho mình ngay trong kiếp hiện tại này được an lạc giải thoát. Người biết tu hành theo Phật là phải biết chuyên cần thực hành những pháp môn căn bản để tự lợi mình. Những pháp môn ấy là nghe kinh, tụng kinh, niệm Phật, trì chú, ngồi thiền, trì trai, giữ giới, mà phải chuyên tâm mới được thành tựu. Một người khi đã chọn cho mình một pháp môn tâm đắc hợp duyên với mình rồi, thì chỉ cần chuyên tâm tí chí suốt đời, thế nào cũng được kết quả mong muốn. Giả sử số phần có hạn hữu đi chăng nữa, vẫn còn có phước báo tương xứng với phần công phu tu tập của mình. Vì đó là định luật nhân quả, và gieo nhân lành nào gặt quả tốt thế ấy. Nghe kinh thế nào mà được phước báo, và kết quả của việc nghe kinh ấy sẽ được lợi ích gì? Ta hãy nghe câu chuyện kể về tiền thân của 500 vị tỳ kheo trẻ là 500 con dơi nghe kinh mà được chuyển kiếp tu hành thành chánh quả. Chuyện này trong kinh Pháp Cú Phẩm Phật Đà, lúc Đức Phật lên cung trời 33 để an cư kiết hạ. Vào thời Đức Phật Ca Diếp, 500 tỳ kheo này là bầy dơi nhỏ. Chúng ở trong một đồng núi, và có hai thầy tỳ kheo cư ngụ trong ấy đọc tụng kinh A Tỳ Đàm. Chúng nghe âm thanh luận tạng khi bay chung quanh đó, và đâm ra yêu thích âm thanh ấy. Với các câu: đây là các uẩn của chúng sanh, đây là các đại của chúng sanh, tuy chúng không hiểu ý nghĩa, nhưng vì yêu mến tiếng đọc tụng kinh, chúng được sanh thiên. Vào thời giữa Phật Ca Diếp và Thích Ca, họ ở cung trời hưởng khoái lạc và tái sanh vào xá vệ. Trong gia đình vọng tộc, do sự kính tinh và thần thông song hành, họ xuất gia theo tôn giả Xá Lợi Phất và trở thành những người đầu tiên thông đạt thất giác chi. Đó là công đức nghe kinh được chuyển kiếp làm người, và nhờ có túc duyên lành ấy nên gặp Phật tu hành sớm được giác ngộ. Còn tụng kinh thì sao? Chẳng hạn như câu chuyện về một người đem hết cả đời chỉ chuyên tâm tụng kinh, và ngay trong gian phòng tụng kinh của người đó sẽ hiện biến tướng nhiệm màu. Gian phòng đó sáng rực rỡ trong đêm tối, lại còn được chư thiên tới tán qua cúng dường, cũng như hòa tấu các điệu nhạc trời theo tiếng gõ mõ tụng kinh nữa. Câu chuyện kể như sau. Có hai huynh đệ cùng học một thầy. Sư huynh muốn đi tham học các nơi để học hỏi mở rộng thêm kiến thức. Sư đệ ở nhà chỉ biết tụng kinh bái sám thôi, chứ không làm việc gì khác. Trải qua hơn 10 năm du học, sư huynh ôm một mớ kiến thức trở về thăm lại sư đệ của mình tu hành hiện giờ tới đâu rồi, và biết đâu mình về có thể giúp ích gì cho sư đệ chăng. Khi sư huynh hỏi thăm ra mới biết sư đệ suốt ngày chỉ lo việc tụng kinh bái sám, chứ không có gì mới mẻ. Sư huynh tỏ ra quá thất vọng cho sư đệ của mình. Sư huynh định bụng
sẽ chia sẻ biết bao là kiến thức cho sư đệ để đền ơn tri ngộ. Và hôm đó vì mới đi về đường xá xa xôi nên sư huynh mệt mỏi muốn đi nghỉ sớm. Sư đệ như thường lệ, hôm ấy cũng như hôm nào, vẫn lặng lẽ thắp hương đốt đèn làm lễ tụng kinh một mình. Sư huynh đang nằm ngủ ngon, bỗng giật mình thức giấc, mở mắt lóng tai nghe sư đệ tụng kinh. Sư huynh hết sức ngạc nhiên khi nghe trong tiếng tụng kinh có những âm thanh kỳ lạ hòa theo nhịp kinh, thánh thoát du dương làm sao. Sư huynh mới choàng dậy qua chỗ tụng kinh của sư đệ, chợt thấy một cảnh tượng kỳ diệu xuất hiện. Trên không trung trong chánh điện, không biết qua từ đâu rơi xuống và thơm lừng. Và nhất là cả gian phòng đều sáng trực thứ ánh sáng không phải do đèn dầu mà tạo nên được như vậy. Thấy cảnh giới kỳ diệu, sư huynh lúc này mới có ý niệm hồi tâm lại những gì mình đã suy nghĩ và cảm thấy vô cùng hổ thẹn sau bao nhiêu năm tu học của mình. Tụng kinh mà được cảnh giới bất khả tư nghị như vậy, kể ra đâu phải ai ai cũng thực hành được. Đó chính là phước báo do tụng kinh thành tâm chiêu cảm nên vậy. Niệm Phật nếu đạt được nhất tâm bất loạn thì được Phật và Thánh chúng trước về cõi Phật ở Tây Phương. Về pháp môn ngồi thiền hay dù tu pháp môn nào, hễ nhất tâm vào định rồi sẽ có kết quả thù thắng theo từng cấp bậc thiền mà mình tu. Nghĩa là tu chứng tới quả nào thì sau khi chết được sanh vào cõi trời tương xứng với công phu tu tập của mình, mà hiện đời được an lạc nữa. Đó là nói đến pháp tu của phàm phu ngoại đạo mà còn thành tựu như vậy. Huống nữa là biết quy hướng về Tam Bảo Phật Pháp Tăng là ba ngôi báo ở thế gian. Bởi tu hành theo chánh pháp là đã hành ngộ biết bao nhiêu rồi, nhất là đưa đến quả vị an vui giải thoát ngay trong hiện đời như liệt vị thiền sư đã thể hiện. Giữ giới tinh chuyên thì được thiên thần hộ giới ủng hộ triệt để, như trường hợp Tổ Luật Sư Đạo Tuyên đã chứng minh vậy. Ngài đang đi vừa muốn dấp té, liền khi ấy có Thái tử Na Tra, con của Thứ Thiên Dương xuất hiện ngay tức thì để dìu dắt ngài liền. Còn nói về giữ năm giới cấm đối với hạng Phật tử tại gia, Phật dạy rất rõ. Khi mình giữ giới hoàn toàn thì không những ngay kiếp này được an vui hạnh phúc, mà kiếp sau sẽ sanh trở lại làm người sung sướng nữa. Năm giới cấm ấy là: không sát sanh, còn phải biết phóng sanh thì tránh được bệnh tật, ốm đau. Không trộm cắp, phải biết bố thí để được giàu có của cải. Không tà dâm, phải biết giữ gìn chánh hành để được thân thể đẹp đẽ. Không nói dối, phải biết nói lời chân thật để người tin tưởng, kính trọng. Không uống rượu thì được thông minh trí tuệ. Và thập thiện, tức là 10 điều lành, nếu giữ trọn vẹn thì ngay đời này được nhiều lợi lạc và sau khi chết được tái sanh lên cõi trời. 1. Không sát sanh. Từ bi không sát hại sanh mạng sẽ được khỏe mạnh trường thọ. 2. Không trộm cướp. Ngay thẳng, không lấy của người sẽ được giàu có an ổn. 3. Không tà dâm. Trong sạch không quan hệ bất chính sẽ được xinh đẹp, hạnh phúc. 4. Không nói dối. Chân thật, không dối gạt sẽ được quy thế tiếng tâm. 5. Không theo dệt. Trung thực không xảo ngôn sẽ được mọi người kính mến. 6. Không đâm thọc. Hòa hợp không nói lời ly gián sẽ được nhiều người ủng hộ. 7. Không nói lời thô ác. Hòa nhã không cay nghiệt, không thô tục sẽ được cao sang. 8. Không sang tham, tức là rộng rãi, thí xả sẽ được vô lượng phước báo. 9. Không sân hận, tức là từ hòa nhẫn nại sẽ được vô lượng duyên lành. 10. Không si mê, tức là sáng suốt tỉnh giác sẽ được vô lượng trí tuệ. Trong Luật Tỳ Kheo có nói ba la đề mộc xoa, có nghĩa là giữ trong sạch giới nào thì riêng được giải thoát theo giới đó, nên còn gọi là biệt giải thoát là vậy. Qua những điều trên cho thấy những gì mình làm trong kiếp hiện tại này đều có kết quả lợi ích cho riêng mình, nên nhà Phật gọi đó là làm phần tự lợi. Phần tự lợi này tức là gieo ruộng phước cho mình chứ không vì ai khác. Dù là loài người hay súc sinh cũng vậy, nếu chuyên tâm hành trì thì phước đức vẫn như nhau.
Và trong kinh Phật cũng khuyên hàng Phật tử là nên bố thí và khuyến khích bố thí. Như trong tích truyện Pháp Cú, Phẩm Ác, có lần dân chúng ở xá vệ họp từng nhóm cúng dường tăng.